Xin chào các bạn Ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp giúp các bạn 10 chủ điểm ngữ pháp Nhiều nghĩa, nhiều cách dùng mà mình thường thấy trong hành trình học từ N3 lên đến N1 nhá Thì cái cách học mang tính chất tổng hợp như thế này thì là một cách học mà mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều Thông qua những clip từ trước đến giờ và cả với những bạn học viên ở trong các khóa học của mình rồi đây là một cách học mà mình thấy cực kỳ là hiệu quả giúp các bạn có thể có được những cái nhìn toàn cảnh về những cái ngữ pháp và cũng như là hiểu được bản chất của cái việc học ngữ pháp đấy trong xuyên suốt cái hành trình học tiếng Nhật. Nên là mình rất là mong bằng việc chia sẻ những cách học và tổng hợp những kiến thức như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là việc học ngữ pháp tiếng Nhật trở nên dễ dàng hơn nhá. Ok và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. 食べれば食べるほど太ります。勉強すればするほど知識が増える。<laughs> N4 thì mình đã học cách dùng của hô độ là càng càng rồi đúng không nào Càng ăn thì càng béo, càng học thì kiến thức nó sẽ càng nhiều lên đúng không Nhưng mà khi học đến N3, N2, N1 thì chúng ta sẽ thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái ngữ pháp mà liên quan đến hô độ nữa cơ Vậy thì clip ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn hết tất cả những cái cách sử dụng đấy của hô độ nhá Trước tiên thì mình thống nhất với nhau cách sử dụng số 1 đó chúng ta học trong N4 là càng càng nhá Thế còn cách sử dụng số 2 thì nó sẽ gần gần giống với cái nghĩa càng kia Nhưng mà nó sẽ đứng một mình thôi và theo sau một cái danh từ nào đó Ví dụ như là Đối <laughs> các bạn biết nghĩa là gì nhỉ? Ừ. Càng những người cố gắng thì sẽ thì sẽ thành công nhá Cách sử dụng số 3 đó là nó sẽ theo sau một cái lượng từ Ví dụ lượng từ chỉ về mặt thời gian này, số ngày này Tức là lượng từ chỉ một cái mức độ nào đó nhá Ví dụ như là 10 hodo o jikan o kudasai. Nghĩa là à cho tôi xin chừng khoảng là 10 phút nhé. Hoặc là 1週間 hodo o jikan o to saiwai desu. À tôi sẽ rất là vui nếu như mà anh có thể cho phép chúng tôi là khoảng thời gian là một tuần. Các bạn nhớ nhá, nó sẽ phải theo sau một cái từ chỉ lượng nhá, chỉ khoảng chúng ta sẽ dịch là khoảng chừng như vậy nhá nhưng mà các bạn nhớ này đừng có bị nhầm trong cái khoảng ví dụ như là sanji hodo kite là gì nhỉ anh hãy đến vào khoảng lúc 3 giờ nhá mình nhớ là khoảng ở đây là một cái khoảng về mặt số lượng nào đó ví dụ khoảng 1 giờ này khoảng một tuần này hay nào đó chứ còn cái câu vừa nãy mình sẽ phải nói là gì nhỉ sanji hodo kite kudasai nhá anh chị hãy đến vào lúc tầm 3 giờ nhá số 4 đó là nó sẽ thể hiện một cái mức độ nào đó ví dụ như là Điều một cái đau ơi đau đúng không? Xin đôi tay là gì nhỉ? Đau tới mức chết luôn á nhá. Xin đôi tay. Hay là đi thi các bạn có hay gặp cảnh là gì nhỉ? Mình đang ngồi trong phòng thi thế xong rồi ở bên ngoài nó ồn quá là ồn đến cái mức mà mình không thể tập trung được thì chúng ta có thể diễn giải cái câu đấy sang tiếng Nhật và sử dụng cái hô độ này nhá. skin ni kaijo no mawari wa hodo Các bạn thấy chưa? Đến cái mức độ đó là ở siêu này hồ độ thì cái mức độ của chúng ta đây là mức độ đến mức mà mình không thể tập trung được nhá chúng ta dịch là đến mức trong cái nghĩa này nhá cách dùng số 5 đó là sẽ dùng trong cái câu mà so sánh hơn nhất bình thường thì chúng ta hay nói cái gì đó nhất sẽ là gì nhỉ nắn chi bằng thế nào đó đúng không nhưng mà bây giờ thay vào đó các bạn hoàn toàn có thể dùng cách nói ở trong cái ngữ pháp đó là nắn nắn hồ độ nắn này ví dụ đó là các hồ độ thay sẽ từ này không có gì quan trọng bằng gia đình Kimi ga soba ni iru koto hodo ureshii koto wa nai. Chẳng có điều gì vui bằng cái việc đó là có có em ở bên cạnh đúng không? Đấy thì lúc này là chúng ta đưa ra những cách nói mà khẳng định là thế nào đó là nhất nhá. Và cuối cùng một cách sử dụng rất là hay của khô độ đó là trong cái câu là nani nani ni mo hodo ga aru thì mình sẽ hiểu là cái gì đó nó cũng sẽ phải có gì nhỉ? Có mức độ nào đó thôi. Thì đây là một cách dùng của N1 và nó sẽ mang ý nghĩa là thế nào đó quá Nhá. Ví dụ một cái cụm từ mà chúng ta rất hay gặp đó là ni mo hodo ga Chúng ta sẽ có thể hiểu nghĩa đó là gì nhỉ? Trong cái trường hợp này mình đang nói đối phương là đang quá là gì nhỉ? Nói gọi là đùa quá trớn rồi đấy nhá. Hay là mình có thể dịch một cách vui vui là gì nhỉ? Đùa thì cũng phải vừa vừa thôi. Thì đó là toàn bộ 6 cách sử dụng cũng như là sáu cái ngữ pháp liên quan đến cái từ hô độ mà mình thấy rằng rất là nhiều bạn dối não khi mà học và gặp nó ở trong những cái level từ N3 lên N1. Các bạn nhớ lưu vào để xem lại khi cần nhé. Cái mẫu ngữ pháp qua kê mọi người Thực ra thì trong chương trình GPT nó sẽ chỉ có bốn cách sử dụng chính thôi mọi người ạ Nhưng mà không hiểu tại sao các bạn hay bị nhầm nhỉ Và Bây giờ mình sẽ xem thử nhá Từng cái một này Cách sử dụng đầu tiên đó là nani nani wa Và trong trường hợp này nó sẽ nằm ở cuối những cái câu mà đưa ra một cái kết quả hiển nhiên này Hay một cái kết luận cho một cái điều đương nhiên nào ở trước đó nhá thì trường hợp này mình sẽ dịch là thế nên là thế nên đương nhiên là thế nào đó. Ví dụ như là konopascon. Đây. Konopascon 10 năm mae no da yo. Yasui wake da. là gì nhỉ? Các bạn gì được không ạ? Cái máy tính này à là sao? Là mua từ 10 năm trước đấy, thế nên là nó mới rẻ. Đó nhá, tức là mình đưa ra một cái kết luận À, kết quả mà nó là cái điều đương nhiên hiển nhiên của phía trước và các bạn để ý nhé trong cái mẫu này đôi khi cái trước wa kệ người ta sẽ hay thêm cái từ là tối ưu wa ví dụ như là hajimete atta no ga dai no toki dakara về sau mình đưa ra một cái kết luận này koto shide ni naru to you wake da câu này nghĩa là gì nhỉ ừ, cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau thì là khi mà còn học năm nhất đại học đúng không thế nên là ở ừ, cái cái trong cái câu tiếng Nhật thì nó nằm ở cuối câu nhưng mà trong câu tiếng Việt mình dịch ra thì mình sẽ nhét ở giữa nhá. Ừ, nhét ở giữa cái 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 vế đấy. Ở thế nên là à, cho đến năm nay thì đã 10 năm kể từ ngày mà chúng ta gặp nhau. Đó nhá. Đưa ra một cái kết luận hiển nhiên như vậy nhá. Cách sử dụng số 2 đó là đuôi câu với ke dewa này Thì đây là một cách nói phủ định một phần và khẳng định không phải tất cả mọi thứ đều như vậy Và chúng ta có thể dịch là không hẳn là thế nào thế nào đó mono <laughs> này không phải là gì nhỉ dù nói là tôi thích đồ ngọt đấy thế nhưng mà không hẳn là không phải là ngày nào tôi cũng ăn và trong trường hợp này các bạn cũng có thể thêm cái tối ưu đằng trước nó nhé tú yêu cái này cũng được nha ví dụ này cái là gì nhỉ không hẳn là không hẳn là sao ạ à? Tôi không muốn đi du lịch cùng với cả cậu đúng không? Chẳng qua là bây giờ làm sao nhỉ? Chỉ có tiền Thế thôi Thì đây là một cách nói mình dịch là không hẳn là phủ định một phần cái điều gì đó nhá Ngữ pháp số 3 của wake đó là nani nani wake ga nai mọi người nhá Thì cái ngữ pháp này nó mang ý nghĩa là vì một cái gì nhỉ? Sự thật nào đó Thế nên là người ta đưa ra một cái kết luận rằng rằng là gì đây nhỉ? Tuyệt đối không thể nào mà có cái khả năng để xảy ra một cái chuyện gì đó ở đằng sau nhá và nó sẽ rất là hay đi với những cái động từ mà thể hiện trạng thái hoặc là động từ thể hiện khả năng này ví dụ như là bây giờ mình xuất phát từ một cái sự thật ví dụ như là anh Tanaka bây giờ là vì anh ấy đang gì nhỉ đang đang, đang gọi là đang gì đấy đang uh, công tác ở Việt Nam đi thế nên là tuyệt đối không thể nào mà có chuyện là anh ấy đang ở đây chẳng hạn và <laughs> mà vì một cái sự thật là bây giờ anh Tanaka đang đi uh, đi gì đấy đi um, uh, công tác ở Việt Nam thế nên là tuyệt đối không thể nào mà có chuyện là anh ấy đang ở đây được hay là đi với những động từ thể khả năng như là Anata ni điều wake ga nai. ở cậu chắc chắn không thể nào mà làm được cái việc đấy đâu. Tức là mình mình đưa ra một cái gì đây nhỉ? Một cái khẳng định là tuyệt đối không thể nào mà có cái khả năng đấy xảy ra nhá. Mo kanose ga nai. Và ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm cho các bạn một cái ví dụ với cả động từ chia thể nai nhá. Vừa nãy là wake ga nai rồi đúng không? Thì bây giờ là sẽ là nai wake ga nai. Konna ni oishisou na tắc tabetaku nai wake ga nai. Ờ, ừ, hai lần phủ định thì sẽ bằng một lần khẳng định đúng không? Thì trong trường hợp này là khẳng định một cách rất là mạnh mẽ Ừ, mình sẽ hiểu là gì đấy nhỉ? À, cái món ăn mà trông có vẻ ngon như thế này thì không thể nào mà có chuyện là gì nhỉ? Tôi, tôi không muốn ăn được Đó nhá Thì các bạn cứ nhớ này Nắn nan nắn va ke ga nai thì sẽ bằng với Zettai tay nay Tuyệt đối không thế nào đó Thế còn là Nai ke ga nai thì sẽ là Zettai tay suru ne Tuyệt đối sẽ chắc chắn là như thế rồi Ok thế nào? Thì đó là ngữ pháp của nai và chúng ta đi đến ngữ pháp cuối cùng nhé đó là wake ni wa Thì với cái ngữ pháp này cái sắc thái biểu đạt nó sẽ hơi khác một chút. Ở ừ, cái ngữ pháp này mình sẽ hiểu là ví dụ với động từ là sư động wake ni wa mọi người nhá. Thì mình sẽ hiểu là à vì có một cái sự tình nguyên nhân nào đó thì mặc dù là mình muốn làm cái việc đấy đấy thế nhưng mà cuối cùng mình không thể làm được. Câu này nghĩa là ngày mai thì vì có một cái sự tình là gì đấy nhỉ? Lá là, là phải làm bài thi đúng không? Phải đi thi đấy. Nên là mặc dù là mình muốn chơi, mình có cái tâm trạng muốn chơi nhưng mà mình không thể nào mà đi chơi được đúng không? Đi chơi sẽ không đành đúng không nào? Đó, thế nên trong trường hợp là với điều và kề như vậy cả này thì mình sẽ dịch là không thể nào mà lại làm cái kia. Mặc dù về mặt tâm trạng thì mình muốn làm nhá Và ngược lại với nó Này và kề như vậy cả này là gì nhỉ Thì nó sẽ có nghĩa ngược lại thôi đó là gì nhỉ Mặc dù mình không muốn làm thế nhưng mà vì có nhiều sự tình thế nào đó thế nên là mình buộc phải mình đành phải làm và trong trường hợp này mình sẽ dịch là đành phải thế nào hay nào đó buộc phải thế nào nào đó thì nó sẽ diễn tả rất là rõ cái cái ý nghĩa cái sắc thái của cái ngữ pháp này mọi người chachoni yade tôi yvadita yada này và kiểu như vậy cả này nếu như mà gì nhở nếu như mà bị giám đốc bảo là làm đi thì tôi đành phải làm về cơ bản tôi không muốn làm đúng không nhưng mà vì có cái sự tình gì kia nên tôi bắt buộc tôi sẽ phải làm Ok, vậy là đó là bốn ngữ pháp liên quan đến qua các bạn có nhớ không ạ? Thì qua đầu tiên mình diễn dịch là thế nên là kết luận của một cái gì nhỉ? Cái kết quả mà nó hiển nhiên đương nhiên nào đó. Số 2 là gì nhỉ mọi người nhỉ? Ờ, qua kê đều và phủ định một phần đúng không? Không hẳn là thế nào đó. Số 3 Waike ga nai là gì nhỉ? Bằng với dệt tay này tuyệt đối không có cái chuyện đó nhá. Và cuối cùng là qua như là gì nhỉ vì một cái sự tình nào đó thế nên là không thể nào mà lại làm cái việc kia ok vậy là hiểu rồi nhá mẫu ngữ pháp Kagiri đi các bạn có hay bị nhầm khi mà học từ tầm n 3 lên đến n 2 n 1 đâu mọi người ừ thế thì ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về tất cả những cách sử dụng và những mẫu ngữ pháp liên quan đến cái bạn Kagiri này nhá Trước tiên thì các bạn hiểu cho mình nghĩa gốc của từ kagiri nó là một danh từ và mang ý nghĩa là giới hạn. Thì mình sẽ có thể có những cái cách kết hợp như một là một danh từ bình thường thôi. Ví dụ như là no là tất cả những cái năng lực, tất cả những cái khả năng. Hay là kagidi, cái giới hạn những cái mà chúng ta có thể làm được thì mình có thể đặt những cái câu liên quan đến nó như là dekiderkagidì nokotowashita node, e, ato dake da. Thì đây là những cái ví dụ mà ứng dụng nguyên cái danh từ kaki đi thôi Thì các bạn hiểu bản chất của nó như vậy nhá Thì bây giờ vào ngữ pháp thì chúng ta sẽ đi từng cái một này Thứ nhất cực kỳ đơn giản này kaki đi đứng ở cuối câu là kaki đi Và trước nó sẽ là tính từ Thường là những cái tính từ chỉ cảm xúc nha mọi người nhá Và mình sẽ hiểu là đây là cái cách mà nó nói về những cái cảm xúc hiện tại của bản thân người nói Và chúng ta sẽ dịch là cảm thấy cực kỳ thế nào đó Cảm thấy rất thế nào đó Ví dụ này Musko ga kibou iru daigaku ni shita 嬉しい限りだ Thằng con trai của tôi nó đã đỗ được cái trường đại học mà nó muốn vào đúng không? Nên là bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng vui sướng Hay là cực kỳ cảm thấy gato thì chúng ta sẽ có thể nói là gì nhở? Uraiyamashii kagiri da. Ok? Ngữ pháp số 2 về cách kết hợp các bạn cứ nhìn trên màn hình cho mình nhé. Năn kagiri có thể thêm quá. Thì ngữ pháp này mình sẽ hiểu đó là chừng nào mà cái trạng thái đứng trước kagiri nó còn duy trì, còn tiếp tục thì cái trạng thái đằng sau nó sẽ vẫn như vậy và mình sẽ có thể dịch một cách đơn giản đó là chừng nào mà. Tiếng Việt có như thế nào thì tiếng Nhật trong trường hợp này cũng hiểu như vậy nhé. ha ga han ta shite kagiri chừng nào mà mẹ tôi còn phản đối thì ni riu ni kusuru suru wa deki này thì tôi cũng sẽ không thể nào mà đi du học Nhật Bản được. Ima no kaisha ni iru kagiri ga agaru koto wa Chừng nào mà tôi còn ở công ty bây giờ thì thì gì đấy hẳn là mức lương của tôi sẽ không thể nào mà tăng lên được. Hoặc là thêm một ví dụ với động từ chia thể phủ định mọi người nhá. kagiri daigaku ni suru nai. Chừng nào mà chưa cố gắng hết mình thì sẽ không có chuyện mà đỗ được đại học đâu. Ngữ pháp số 3 đó là NANI NANI KAGIRI DEWA Thì cái này mình sẽ hiểu là trong một cái phạm vi mà mình biết được, đọc được, nghe được, nhìn được, tìm hiểu được Thì thế nào thế nào đó Cái này mình sẽ dịch là trong phạm vi gì đó Và trong trường hợp này nó sẽ rất là hay đi với những động từ như là KIKU SHIRABERU Ví dụ như là Theo như những gì mà tôi nhớ thì hình như là ở quanh cái khu vực nhà ga này không có cái combini nào cả Thì các bạn sẽ có thể nói là gì đấy nhở WATASHIWA OBOITERU KAGIRI ạ 駅の近くにコンビニはないと思います. Ờ, theo như những gì mà tôi nhớ thì đấy nghĩa như vậy nhá. Hoặc là <laughs> Kotoshi no bonen kai kita kagiri de nijiu nin kurai kuru Câu này nghĩa là cái buổi tiệc tất nhiên của năm nay đúng không? Thì à, theo như những gì mà tôi nghe được thì có khoảng chừng là sẽ 20 người đến đấy. Ngữ pháp tiếp theo cực kỳ đơn giản mọi người nhá Nó sẽ giống với cách sử dụng của Dake dewa naku là Nani nani ni dự Ờ ừ, và đằng sau nó rất hay đi với cả là mộ mọi người nhá. Mình sẽ dịch là không chỉ mà còn. wa ừ, Ờ cái trung tâm thương mại này thì không chỉ là ngày cuối tuần mà ngày thường cũng rất là đông người. Số so 5 đó là Nani nani ni kagiri Hoặc là đứng ở cuối câu sẽ là ni kagirimasu Trường hợp này thì mình sẽ hiểu là Một cái việc gì đó nó sẽ áp dụng chỉ dành riêng Cho cái đối tượng, cái người, cái sự vật Mà đứng trước cái ni kagirimasu Đấy nhá Thì mình sẽ dịch là chỉ riêng đối với thế nào nào đó Ví dụ này Honjitsu ni kagiri Zenpin 20% biki desu thì mình sẽ hiểu là gì đấy à chỉ riêng trong ngày hôm nay thôi thì tất cả những sản phẩm chúng tôi sẽ giảm 20% thì các bạn hiểu là đứng trước nhị kagidimas có thể là người là sự vật là đối tượng nào đó thì cái này là một cái uh, cái đối tượng mà áp dụng riêng cái gì đó nhá tiếp theo cách sử dụng số 6 sẽ là một cách sử dụng rất là hay mọi người ạ nó sẽ đứng ở cuối câu này và nani nani nhị và mình sẽ hiểu là cái gì đó là nhất và đây là một cái đánh giá đưa ra cái ý kiến chủ quan của người nói mọi người nha và đặc điểm trong ngữ pháp này nó sẽ rất là hay đi với một cái phó từ đó là phó từ yappari. Natsu wa ice ni kagirimasu. Nghĩa là ôi mùa hè thì quả nhiên tuyệt nhất đó là gì ạ? Đó là kem đúng không nào? Hay là tsukarete iru toki wa neru ni kagiru. Câu này nghĩa là gì đấy? Khi mà chúng ta mệt thì ngủ là tốt nhất. Tiếp tục số 7, số 8 sẽ là hai ngữ pháp mà nó có cùng một cái cách kết hợp đó là danh từ cộng với nhị kagite Nhưng mà nghĩa nó sẽ hoàn toàn khác nhau mọi người nhá Nghĩa đầu tiên đó là đúng vào cái thời điểm mà nó đứng trước nhị kagite đấy Thì nó xảy ra một cái chuyện mà nó hơi gọi là ngẫu nhiên một chút Nhưng mà là cái điều mà nó không may và mình hoàn toàn không mong muốn cái điều đó xảy ra Ví dụ như là no shi ni Là vào đúng cái ngày Ngày gì ạ? Ngày đi hẹn hò thì mình lại bị cảm thì mình sẽ hiểu là à ở ừ, cái chuyện mà cảm đằng sau nó là cái mà gì nhở Cái mà là cái điều xảy ra mình không mong muốn đúng không Vào đúng cái thời điểm kia thì nó lại bị như vậy Hay là Kassou motte này toki ni kagite Ờ đúng vào những cái lúc mà gì nhở mình không mang ô thì trời nó lại đổ mưa Thì cái trường hợp này mình sẽ dịch là đúng vào cái lúc thế nào đó thì thế nào thế nào đó Tiếp tục cách sử dụng còn lại của cái mẫu này thì mình sẽ thấy rằng là Nó sẽ đứng sau một cái đối tượng, một cái người nào đó mà mình rất tin tưởng và mình có thể dịch trong một cái câu là gì đấy À ai chứ Cái người đó, cái đối tượng đó thì Thì sẽ không làm cái việc gì đó Mà không tốt kia đâu Bởi vì mình là rất là tin tưởng Thế nên là mình đưa ra một cái đánh giá chủ quan nào đó Nhá Tanaka-san ni kagite Chikoku nante suru À cái anh Tanaka này là một cái người mà tôi rất là tin tưởng Và tôi thấy rằng anh không bao giờ đi muộn Thế nên là mình đặt một cái câu là gì nhỉ ở ừ, ai chứ gì chứ anh Tanaka là không bao giờ có chuyện đi muộn đâu Tiếp tục cách sử dụng số 9 cũng liên quan đến Kagiru Thế là một cái ngữ khác mà các bạn có thể gặp rất là nhiều ở trong tờ 3 nhé Đó là nani nani to này Là gì ấy nhỉ ở ừ, là cách nói phủ định một phần không hẳn là thế nào đó Không phải tất cả đều như vậy Và trường hợp này nó sẽ rất là hay đi cùng với những cái từ như là Itzumo <laughs> Kanarazu shi mo zenbu dare demo doko demo itsu nan demo. Ví dụ như là dare demo amai mono ga suki to wa kagiranai. hẳn là ai cũng thích đồ ngọt. Nihongo ga hanaseru kara to itte nihongo ga oshie rareru to wa kagiranai. Nghĩa là ờ ừ, dù nói là có thể nói tiếng Nhật thật đấy thế nhưng mà không có nghĩa là gì nhỉ? Sẽ có thể dạy được tiếng Nhật. Và cuối cùng là một ngữ pháp trong N1 nhé mọi người nhé, Đó là nani nani o kagirini nhé thì cái này mình sẽ hiểu là cái mà đứng trước cái ô ni đấy là một cái thời điểm là một cái dịp là một cái lúc nó sẽ là cái lần cuối cùng chúng ta thực hiện cái việc mà từ trước giờ chúng ta vẫn duy trì làm cho thời điểm hôm đấy sau cái lần cuối đấy thì sau đó mình sẽ không làm nữa mình sẽ ngừng nghe giải thích nghe nó hơi bị nhiều chữ cho mọi người nhỉ đọc ví dụ cho dễ hiểu nhé Tanaka-senshu wa tsugi no shiai o kagiri ni suru sou À, nghe nói là tuyển thủ cầu thủ tanaka ấy thì làm sao ạ thì nốt cái trận đấu lần sau thì à, anh ấy sẽ giải nghệ thì mình sẽ hiểu là đứng trước ô trong trường hợp này sẽ là thể hiện cái dấu mốc cuối cùng mà người ta làm cái hành động đó à, một cái hành động mà từ trước tới giờ đã, đã làm xuyên suốt rồi và sau đó sẽ dừng lại nha, không làm nữa vậy thì đó là 10 cách sử dụng của kagiri à, liên quan đến ngữ pháp này nhá và hy vọng là các bạn đã có được một cái nhìn tổng quát về ngữ pháp này và từ giờ không bao giờ bị nhầm nữa nhá Liên quan đến mẫu ngữ pháp về xô thì ngày hôm nay sẽ là một phiên bản gọi là nâng cấp hơn mọi khi nhá Mình sẽ giới thiệu với các bạn về bốn cách sử dụng căn bản của xô Và sau đó sẽ là một vài những cái cách sử dụng mà hơi nâng cao hơn một chút Đầu tiên về cách sử dụng của xô đó là Xô so chậu Yeah <laughs> Hơi nhạt nha mọi người nhỉ Cách sử dụng đầu tiên chúng ta đã học ở trong n 4 rồi mọi người nha. Đó là cách sử dụng à, nằm cuối một cái câu mà chúng ta truyền đạt lại cái thông tin chúng ta nghe được ở đâu đó hoặc là đọc được ở đâu đó và mình sẽ dịch là nghe nói nhá. Và trong trường hợp này thì đứng sau cái nguồn thông tin đấy nó rất rất hay đi với những cái từ như là ni niyoreba hoặc là dewa. Terebi niyoruto, kotoshi no wa atsuku Ừ, câu này nghĩa là gì nhỉ? Theo như TV nói ấy, thì thì nghe nói là mùa hè năm nay sẽ trở nên rất là nóng chẳng hạn Thì ví dụ mình sẽ hiểu như là ở bên Nhật thì bình thường mùa hè nó không nóng Nhưng mà năm nay thì nghe nói là mùa hè nó sẽ nóng hơn nhá Cách sử dụng số 2 đó là tính từ cộng với xô Cách chia các bạn nhìn trên bảng cho mình Đây là cách nói mà nó diễn tả cái dáng vẻ gọi là những cái mà chúng ta nhìn thấy được từ bề ngoài nhá Và mình sẽ dịch là trông có vẻ thế nào đó Kono wa oishiso desu Câu này nghĩa là Ôi cái bánh này trông có vẻ ngon Kanojo wa okane ga Cô ấy trông có vẻ như thế là không có tiền Hoặc là đây một cách nói khác là trông có vẻ nghèo đấy mọi người Các bạn hiểu cách nào cũng được Thì đây là cái cách sử dụng mà chúng ta đưa ra nhận xét Từ những cái mà chúng ta nhìn được từ vẻ bên ngoài nhá Và đi về tính từ nhá mọi người nhá Cách sử dụng số 3 đó là đi với động từ Động từ bỏ mask cộng với so Và chúng ta cũng dịch là trông có vẻ Nhưng mà trông có vẻ sắp thế nào đó Diễn tả một cái trạng thái mà gần như là sắp sửa xảy ra nhá Một tăng ga so đã Là cái gì nhỉ? Cái nút nó trông như là gì nhỉ? Sắp tuột về nơi rồi á Và trong cái ý nghĩa này thì nó sẽ có những cái cách sử dụng à, Cái cụm từ so đấy giống như một tính từ đuôi na mọi người nhá Ví dụ này Musume wa na kao Hey, to ita. Câu này đang miêu tả con bé nhà mình đúng không? Và trong trường hợp khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái gọi là tính chất gọi là cấp bách Cái sự việc nó gần như sắp xảy ra đến nơi rồi Các bạn có thể thêm cái trợ từ là <laughs> Là gì nhỉ? À trời trông như có vẻ là sắp mưa nơi rồi kìa Nhìn lên bầu trời u ám một cơn mưa đang ồn ồn kéo đến rồi nhá và cuối cùng vẫn là so đứng ở cuối câu và nó sẽ kết hợp trực tiếp với động từ mọi người nhé Lúc này nó sẽ diễn tả những cái phán đoán, những cái đánh giá, những cái dự cảm chủ quan của người nói à, Và chúng ta sẽ dịch là có vẻ thế nào hay nào đó Các bạn để ý nhé, từ trên giờ mình dịch là có vẻ rất là nhiều Nhưng mà với mỗi một cái thì mình lại có những cái cách kết hợp khác nhau nhá Ví dụ cái số 2 cách kết hợp với gì Với tính từ, cái số 3 thì kết hợp với động từ nhưng mà dịch nghĩa khác là trông có vẻ sắp thế nào đó Và cái số 4 này thì mình sẽ dịch là có vẻ hay có thể có lẽ thế nào đó diễn tả cái phán đoán của người nói mọi người nha. Atarashiku <laughs> new Các bạn mình cố ý lấy một cái từ nó hơi khó một chút nhá sê sư đựa sê sư sê à thì mình sẽ có thể hiểu là à cái cậu sato đúng không cái cục sato cô mới vào trong công ty làm ấy thế nhưng mà làm rất là được việc thế nên là có vẻ là đưa ra cái đánh giá cái phán đoán của người nói nhá có vẻ là cô ấy sẽ ngay lập tức là sẽ sớm được thăng chức thôi và trường hợp này cái dạng phủ định của nó chúng ta sẽ có thể dùng là so ni này sô so mô này hoặc là sô so ni mô này ,ですね. ví dụ là shigoto ga mada owari sô ni saki ni gohan wo ví dụ như là khi mà mình đang làm việc công ty đúng không mình gọi điện thoại về cho vợ bảo là gì nhỉ em ơi gì đây công việc của anh có vẻ như là vẫn chưa xong được đâu tức là đưa ra cái đánh giá của người nói ờ ừ, thế nên là cứ ăn cơm trước đi nhá thì đó là bốn cách sử dụng căn bản của sổ và cuối cùng thì bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn một vài những cái cách sử dụng của so ở trong câu Thực ra về bản chất nó vẫn đi quay ngược về những cái ý nghĩa mà chúng ta vừa học thôi Nhưng mà đây sẽ là những cái cụm mà các bạn rất là hay gặp nhé Ví dụ như là Nani nani so ni mieru Ano futari wa totemo shiawase so ni mieru Hai cái người đó trông rất là hạnh phúc Cụm số 2 là Nani nani so ni suru Hoặc là So ni shiteiru Minna atsu so ni shiteita no de o tsuketa gì nhỉ? Mọi người làm ra cái dáng vẻ, làm ra vẻ Tức là gì nhỉ? Tức là họ có những cái cử chỉ hành động mà trông như kiểu là gì nhỉ? Đang rất là nóng ví dụ như là Ôi, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá Thế nên là gì đấy? Thế nên là tôi đã bật gì nhỉ? Bật cái máy lạnh Thì mình sẽ hiểu là Nani nani ni là Làm ra cái dáng vẻ trông như thế nào đó Hoặc thêm một ví dụ nữa nhá Yamada-san wa oue shiteru no team ga makete Kanashi ni shiteru ờ ừ, anh em ba làm sao nhỉ vì cái đội bóng và là đội bóng chảy mà anh ấy cổ vũ ấy, thì bị thua cuộc thế nên là anh ấy đang có cái dáng vẻ làm sao nhỉ trông có vẻ như rất là buồn đúng không ra cái điệu bộ ra cái dáng vẻ là trông có vẻ buồn cụm số 3 đó là cụm naninani so ni Naru là ờ ừ, xém chút nữa là chuyển sang cái trạng thái một cái trạng thái gì mà mình không kiểm soát được nghe lý thuyết có vẻ hơi khó đúng không nhưng mà nghe ví dụ này chino <laughs> yoroso ta octetano de Kesa, nếu bolsiso nhìn nạt là gì nhỉ Tối hôm qua tôi đã thức đến tận khuya, thế nên là sáng nay tôi xém chút nữa là ngủ quên mất. Và cuối cùng là tesimaiso des, thì cái này chúng ta cũng dịch là dường như có thể thế nào đó. Nhưng mà trường hợp này các bạn thấy mặc dù là tesima ấy nhưng mà nó sẽ có thể dùng với cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực nhá. Ví dụ này, zem bertab tesimaiso cứ đấy Oishi là một cái gì đó nó ngon đến cái mức mà dường như có thể là sẽ ăn hết luôn nhá. Mình sẽ ăn hết mình không bỏ sót một tí nào luôn ạ 買うものが多すぎてメモしておかないと買うのを忘れてしまいそうだ là gì nhỉ? Vì những cái đồ mà sẽ phải mua nó có rất là nhiều Thế nên là nếu như mà không Không gì nhỉ? Không memo nó lại thì Dường như có thể là mình sẽ quên nó mất nhá. Thì nó sẽ dùng cả hai nghĩa tích cực và tiêu cực thì các bạn thể để ý nhé những cái bốn cái cách nói mà mình cho thêm nâng cao ấy, thì mặc dù là nó vẫn phát triển cái nghĩa từ bốn cái nghĩa cơ bản ở trên đầu ấy nhưng mà đây là bốn cái cụm mà mình thấy nó gặp rất là nhiều bổ sung thêm để các bạn gọi là gì nhớ luôn cách sử dụng của nó nhá ok và đó là toàn bộ những cách sử dụng của so this vt được tokoro desu, to des, và beta tokoro Bộ ba này thì mình đã quá quen thuộc hồi N 4 rồi phải không nào? Đó là gì nhỉ? Chuẩn bị sắp làm gì diễn tả một cái hành động mà diễn ra ngay sau thời điểm nói. Ví dụ, chodo ima kara kaeru tokoro là vừa lúc là tôi chuẩn bị về, tức là nói xong mà tôi sẽ về luôn đây này. Còn vete được ví dụ là ima shirio copy shite tokoro đúng cái lúc là tôi đang gì nhỉ? Tôi đang, tôi đang copy tài liệu. Nó diễn tả cái hành động mà đang diễn ra ngay tại thời điểm nói đấy. Còn cái viết tokoro des thì nó sẽ diễn tả cái hành động mà vừa mới xảy ra ngay trước cái thời điểm chúng ta nói. Ví dụ là Chudo eki ni tsuita tokoro des. Đúng lúc là tôi vừa mới đến. Cái này thì đơn giản rồi đúng không nào? Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đấy, ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp giúp các bạn thêm 9 cách sử dụng của tokoro mà chúng ta sẽ có thể gặp từ N3 lên đến N1. Như vậy là tổng cộng mình sẽ có tận 12 cách sử dụng liên quan đến mẫu ngữ pháp tokoro này nhá. Bây giờ đi tiếp này, cách sử dụng số 4 vẫn là về được tokoro tuy nhiên cái đuôi câu không phải là đề sự đà nữa mà chia về quá khứ này data hoặc là deshita chúng ta sẽ dịch là suýt nữa thì xém chút nữa thì và nó sẽ rất là thường hay đi với những cái sự vật sự việc mà mình sẽ hiểu rằng là à nếu như mà nó xảy ra thì nó sẽ thường gây ra những cái uh, những cái kết quả xấu á và các bạn để ý trong cái ngữ pháp này nhá nó sẽ rất là hay đi kèm với những cái phó từ như là ayaku hay là moskoshide uh, xém chút nữa suýt chút nữa thì thế nào đó 危うく電車に乗り遅れるところだった xém chút nữa thì tôi đã lên lên tàu muộn mất rồi tức là thực tế nó không xảy ra là mình lên muộn mà mình vẫn lên kịp nhưng mà là suýt nữa thì smaho minagara michio aruite tara de to tokoro khi mà tôi gì nhà tôi vừa xem điện thoại mà vừa đi bộ ấy thì suýt chút nữa xém chút nữa thì tôi đã đâm phải gì ạ đâm phải xe đạp nhé. thì đó là cách sử dụng số 4 mà chúng ta có thể gặp ở trong N3 nhá, đó là suýt nữa thì. Cách sử dụng số 5 các bạn chắc chắn là sẽ gặp cái này, đó là tokoro ấy -e, hoặc là tokoro -ni. Lúc này thì nó sẽ đóng vai trò như một cái từ mà chỉ một cái thời điểm, một cái thời gian nào đó nhá. Thì mình sẽ hiểu là vào cái lúc mà cái hành động mà đằng trước tokoro ấy và tokoro ni nó đang diễn ra ấy, cái trạng thái nó đang diễn ra thì đằng sau nó xảy ra một cái hành động hoặc một cái động tác nào đấy và cái hành động động tác này xảy ra thì sẽ làm cái hành động trước đó nó dừng lại ví dụ cho dễ hiểu nhá okuro ni hai đồ to shite ta tokoro ni tomodachi kara ga kakatte kita các bạn thấy hai hành động không ạ? Hành động trước tokoro ni là gì ạ? Là tôi đang định chuẩn bị vào cái gì nhỉ? Vào tắm bồn đúng không? Thì về sau một cái động tác một cái hành động diễn ra là gì nhỉ? Là điện thoại từ đứa bạn nó nó gọi đến thì khi mà mình có điện thoại từ đứa bạn thì mình sẽ dừng lại cái hành động đằng sau đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có thể dịch là gì nhỉ? Vào cái lúc mà tôi đang định vào bồn tắm thì thì có điện thoại từ đứa bạn đến. Đó thì các bạn hiểu cách sử dụng của tokoro ấy và tokoro ni nó có cái mối liên kết giữa cái hành động trước và hành động sau như vậy nhá. Còn lại thì chúng ta cứ dịch đơn giản là vào lúc thế nào đó là được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có vết tạp tokoro Thì ngữ pháp này nó sẽ có hai cách sử dụng với hai ý nghĩa mà các bạn sẽ có thể gặp ở trong chương trình N2 và N1 này Trước tiên thì cách sử dụng số 6 chúng ta sẽ dịch là sau khi Sau khi cái hành động trước hoặc là cái trạng thái trước diễn ra thì hành động sau hoặc là cái trạng thái sau nó diễn ra gần như là ngay lập tức Sugu ni okita desu ですね. ne Bango GA dekita tokoro de kodomotachi ga kaete kita Là gì nhỉ? à ngay sau khi gì đấy ngay sau khi mà cơm tối tôi vừa mới nấu xong thì thì bọn trẻ nó về rồi thì đó là cái nghĩa rất là đơn giản của Veta Tokoro de mà các bạn sẽ có thể gặp ở trong N2 Nghĩa tiếp theo của Veta Tokoro de đó là nó sẽ thể hiện cái sắc thái nghĩa đó là Nani nani temo, nani nani nai Và lúc này cái đuôi câu mà đằng sau Veta Tokoro de thì nó sẽ thường hay đi với những cái dạng như là phủ định là nai này Hay là môn dai nai Hoặc là những cái từ như là dai -jo mặc dù là 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 không sao đâu nhưng mà ý nghĩa của nó cũng là gì nhỉ À môn dai nai nhá Thì các bạn nghe thử ví dụ nha là gì đấy? Dù có xin lỗi nhưng mà tôi cũng không thể nào mà dễ dàng bỏ qua cho đâu nhá. Hay là tha thứ cho đâu nhá. Nori yote no den ni nori okureta tokoro de. Dù là mình đã uh, lên muộn cái chuyến tàu mà mình định lên đấy. Thế nhưng mà sugu ni tsugi no den sha ga kuru kara daishoubu desu. Ờ thế nhưng mà cái chuyến tiếp theo nó sẽ đến ngay thế nên là không sao đâu. Ok, thì đó là cái cách sử dụng còn lại của Veta Tokoro de mà các bạn sẽ có thể gặp ở trong N2 nha. Tiếp theo số 8 chúng ta sẽ có ngữ pháp là Nani nani to iu tokoro da Hoặc là nani nani to ita tokoro da Và chúng ta sẽ có diện dịch là Cùng lắm thì cũng chỉ tầm Thế nào thế nào đó Ừ tiếng Việt nói sao thì tiếng Nhật y như vậy luôn đó mọi người Và lúc này thì nó sẽ rất là hay đi kèm Với những cái từ mà thể hiện số lượng nhé mọi người nhá. Ví dụ này Hanoi no hikoki dai wa Kono jiki nara Goma yen to iu tokoro da Câu này nghĩa là À cái vé máy bay, tiền vé máy bay mà đến Hà Nội thì nếu mà là vào mùa này thì cùng lắm cũng chỉ tầm 5 man thôi Thì các bạn sẽ hiểu là gì nhỉ? À đắt lắm thì cũng chỉ đến tầm là 5 man thôi nhá Oh là gì đấy nhỉ? Cho đến lúc mà hoàn thành được cái gì nhỉ? Cái tài liệu á thì cùng lắm chắc cũng chỉ tầm mất hết 2 tiếng đồng hồ thôi Dài lắm thì cũng chỉ tầm đấy thôi nhá Cuối cùng chúng ta còn bốn ngữ pháp và lúc này mình sẽ cùng nhau tịnh tiến lên. Đây là những cách dùng của N1 nhé mọi người nha. Số 9 chúng ta có nani nani SHITA tokoro de hoặc là ni shita tokoro de. Cái cách nói này nó sẽ mang ý nghĩa là dù mình thử cố làm cái vế trước thế nhưng mà cái vế sau này ở ừ, nó sẽ thường là những cái đánh giá hoặc là những cái biện minh nó mang tính chất tiêu cực một chút như kiểu là do chiều mùa này. Dù cố nhưng mà cũng không thể nào mà làm gì được. Hay là đi chẳng hạn này. Ví dụ nhá, <laughs> Ừ, dù mình đã thử à, cố là gì nhỉ? để mua nhà thế nhưng mà tiền không có nên là thôi gì nhỉ? thôi đành chịu nha không thể làm được. この仕事を成功させたにしたところで給料は増えないんだから。やる気なんか出ないんですよ。Câu <laughs> này nghĩa là gì nhỉ? Dù mình đã cố gắng là gì đấy để khiến cho cái công việc này thành công Thế nhưng mà vì lương không tăng Thế nên là mình chẳng có cái gì nhỉ? Chẳng có cái hứng thú làm gì cả Tiếp theo chúng ta có Tokoro với hai cách sử dụng Ừ, cách sử dụng đầu tiên số 10 nhá, đó là Tokoro, chúng ta dịch là Mặc dù trong lúc thế nào đó Thì đây là cái cách nói mà sẽ rất là hay bắt gặp Ở trong những cái câu mà xin lỗi, cảm ơn với mọi người Rất là trang trọng này <laughs> Rất là cảm ơn anh vì làm sao ạ Vì là mặc dù là trong lúc còn mệt mỏi đúng không Còn mệt như vậy <laughs> Mà anh vẫn gì nhỉ Bỏ công, đến với chúng tôi đúng không Đến chỗ chúng tôi Đó thì hay dùng trong những câu cảm ơn Hay là một ví dụ khác này Chúng tôi vô cùng là cảm ơn quý khách Vì gì nhỉ? Vì trong lúc bận rộn mà vẫn đến tham dự với chúng tôi Nó rất là hay đi kèm với những cái kính ngữ như vậy mọi người nhé Và nghĩa còn lại của Tokoro Thì chúng ta sẽ hiểu là Đúng vào cái lúc hay là đang trong lúc làm cái gì đó hay một cái gì đó xảy ra thì thì thật không may một việc gì khác xảy ra hay là thật may một việc gì khác xảy ra. Các bạn có thể dùng cả hai sắc thái may hoặc không may đều được nhá. Kareshi to date shite iru tokoro chichi ni mirarete shimatta. Tôi bị bố bắt gặp vào đúng cái lúc mà đang hẹn hò với anh người yêu đó nhá. Thì tức là mình cái mang cái hàm ý là gì nhỉ? À không may bị bắt gặp á. Pascon ga ugokanakute komatte iru tokoro o Tanaka-san ga tasukete kureta. Và đúng cái lúc mà tôi đang rất là khốn khổ đúng không? khổ sở vì máy tính nó không hoạt động được thì anh Tanaka giúp đỡ tôi. Ok đó là cái cách sử dụng của Tokoro là khi một cái việc gì đó hoặc là một cái trạng thái gì đó đang diễn ra thì đằng sau là không may một hành động khác nào đó xảy ra như là không may thì bị bố tôi bắt gặp á hay là thật may vì được anh Tanaka giúp đỡ ấy. như ví dụ vừa rồi nhá. Và cuối cùng chúng ta có ngữ pháp tokoro kara và cái này nó cũng sẽ khá giống với cách dùng của kotokara. Thì trong cái ngữ pháp này chúng ta sẽ có thể dịch là với cái lý do là. Ừ thì lúc này nó sẽ thường dùng trong những cái câu mà uh, giải thích về những cái nguồn gốc của tên gọi này hay là giải thích về một cái uh, duyên cớ nào đó này hoặc là giải thích về một cái căn cứ nào đó. Ví dụ như thế này nhá. Kai no kaseki ga hakken sareta tokoro kono atari wa mukashi umi datta koto ga wakaru là gì nhỉ? Từ cái lý do xuất phát từ cái lý do rằng là những cái gọi là những cái hóa thạch của các vỏ sò ấy, Ờ, uh, của các con sò nó được phát hiện. Tức là từ cái lý do như vậy nó giúp giải thích cho cái việc, cái kết luận chúng ta đưa ra sau đó là gì đấy? Đó là chúng ta hiểu được, hiểu được rằng là nơi này, vùng này ngày xưa nó từng là biển. Là <laughs> đưa ra giải thích về một cái kake nào đó đúng không nào? Là gì nhỉ? À, xuất phát từ cái lý do rằng là gì nhỉ? Tôi ngồi cạnh ghế ở trên máy bay với chồng tôi mà chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Ok, các bạn mệt chưa? Rồi, chúng ta đã vừa cùng nhau đi qua tất tần tật về 12 cách sử dụng của Tokoro mà chúng ta có thể gặp xuyên suốt từ N4 lên tận N1 cơ. Nên là các bạn nhớ lưu clip này về để còn dùng đến khi nào học về tận N1 thì thôi nhá. Hãy đăng kênh để Clip này hãy cùng mình review nhanh về 8 mẫu ngữ pháp liên quan đến bakarid mà các bạn sẽ có thể gặp trong chương trình gpt từ N4 lên đến N1 nhé. Đầu tiên thì rất là quen thuộc rồi, N4 chúng ta đã gặp là vetta bakariddes, nghĩa là vừa mới nó diễn tả một cái hành động mà đã kết thúc và trong một cái khoảng thời gian mà về mặt cảm xúc mình cảm thấy nó là ngắn. Kono pasokon senshu katta nano ni mou shimatta. Ờ, cái máy tính này làm sao ạ? Tôi vừa mới mua tuần trước thế mà nó đã hỏng rồi. Hoặc là Chỉ đi hàng Thả bếp tạo bác đi Nghĩa là gì nhở? À, tôi vừa mới ăn cơm trưa xong Thế nên là vẫn còn no Sang đến N3 thì chúng ta sẽ có thể bắt gặp một cách sử dụng như sau Đó là VT Bacardi hoặc là danh từ Bacardi Và lúc này chúng ta sẽ có thể dịch là chỉ toàn Nó sẽ diễn tả một cái hành động hoặc một cái trạng thái nào đó mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần Và các bạn lưu ý nhé Trong trường hợp này thì đa số sẽ là những cái câu mà nó mang sắc thái hơi tiêu cực một chút Ví dụ này Linh xà và Jukyo Chiu Nete Bacardi <laughs> được là bạn Linh ấy, thì trong giờ học toàn là ngủ thôi tức là lúc nào cũng ngủ rất là hay ngủ hoặc là một ví dụ đi với danh từ mọi người nhá ờ yeah. uh, này anh ấy thì chỉ toàn nói dối thôi lúc nào cũng toàn nói dối thôi thế nên là gì nhỉ thế nên là không thể thẳng mặt tin được nữa Tiếp theo trong chương trình N3 thì sẽ có một cái ngữ pháp nữa đó là Nani nani bakari denaku Mình sẽ dịch là không chỉ mà còn mọi người nhá Và những cái câu văn mà sử dụng ngữ pháp này thì nó sẽ có thể mang cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực Và cái sắc thái câu văn nó truyền tải thì đôi khi nó sẽ chứa đựng cái cảm giác là bất ngờ hoặc là những cái điều mà mình không ngờ tới Ví dụ nhá e Kyoiko wa shikaru bakari denaku Homeru koto mo desu là giáo dục thì quan trọng không chỉ là gì nhỉ? Không chỉ là mắng mà cũng quan trọng cả việc gì nhỉ? Việc khen. Tức là à, giáo dục thì không chỉ mắng mà việc khen cũng rất là quan trọng nhá. Hoặc là một ví dụ khác này. Nihon de seikatsu suru to e nihongo bakari de naku bunka ya ka mo manabu koto ga dekimasu. Câu này nghĩa là khi mà chúng ta sinh sống ở Nhật Bản ấy thì chúng ta sẽ có thể học được không chỉ về tiếng Nhật mà còn học được cả về văn, văn hóa lẫn cả tập quán nữa. Và sang đến N2 thì cũng với cái ý nghĩa là không chỉ mà còn Thì các bạn sẽ còn gặp thêm một cách nói là Nani nani bakari ka Thì với cách nói này cùng một cái ý nghĩa như vậy Nhưng mà nó sẽ thể hiện cái cảm xúc mạnh mẽ hơn của người nói Và đặc biệt là cái vế sau nó sẽ không bao giờ đi với những cái Đôi câu mà nó thể hiện là Ý chí, mệnh lệnh, nhờ vả Hoặc là mời rủ mọi người nhá Kono mangawa, nihon bakari ka, kai gai demo ninki ga arimasu là cái chuyện tranh này thì không chỉ là ở Nhật Bản mà cả thế giới à mà cả nước ngoài cũng rất là được yêu thích. Hoặc là một ví dụ với động từ nhá. Sofa wa ni natta watashi ni okane o kureta bakari ka kuruma made katte kureta. Ông tôi thì làm sao ạ? Ừ, thì khi mà tôi trở thành một sinh viên đại học ấy thì ông tôi không chỉ là cho tôi tiền mà còn mua cả gì nhỉ? Xe ô tô cho tôi. Đó, thì đấy là những cái ví dụ đi với bakari cả mọi người nha. Tiếp theo trong chương trình N2 chúng ta sẽ gặp một cái đuôi câu đó là Bacarida Thì cái ngữ pháp này nó sẽ diễn tả một cái trạng thái là đang diễn ra sự thay đổi Và chúng ta có thể dịch là càng ngày càng thế nào đó Và đa số trong trường hợp này thì nó sẽ diễn tả những cái sự vật sự việc nó thay đổi Theo cái chiều hướng xấu mọi người nhá, chiều hướng hơi tiêu cực một chút Ví dụ này Lương thì không thay đổi gì mà vật giá thì càng ngày càng tăng ba một thay vợ thể trạng của bà tôi đúng không thì càng ngày càng xấu đi thì đấy nó sẽ diễn tả đa số là những cái sự thay đổi mà đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực như vậy mọi người nhá Tiếp theo chúng ta có ngữ pháp là bakari ni thì nó sẽ đi theo sau một cái nguyên nhân dẫn đến một cái lý do không tốt nào đó mọi người nhá. Và sắc thái câu văn thì nó sẽ thể hiện cái cảm xúc mà hơi tiếc nuối, hơi hối hận, hơi hơi đáng tiếc của người nói. Và lúc này chúng ta có thể dịch gọn gàng là chỉ vì, chỉ tại thế nào đó. Testo de namae o kakki wasureta bakari ni ni sarete shimatta. Ờ, trong cái bài thi thì chỉ tại là tôi quên không biết tên thế nên là tôi đã bị không điểm hoặc là tsumani shidoi câu này nghĩa là ờ chỉ tại là tôi nói những cái điều tồi tệ những điều kinh khủng với vợ mà thành ra là dẫn đến là gì đấy phải ly hôn phải chia tay đúng không rồi, thế là chúng ta đã đi đến hành trình xong của N2 rồi đấy Bây giờ mình sẽ sang nốt hai cái ngữ pháp còn lại mà chúng ta có thể gặp của Bakari ở trong N1 nhá Trước tiên chúng ta sẽ gặp một cái ngữ pháp đó là Nani nani to bakari ni hoặc là To iwan bakari ni và khi mà lắc vào câu ấy chúng ta sẽ có thể dịch là như thể muốn nói thế nào đó như thể muốn thể hiện là thế nào đó và trường hợp này thì nó sẽ thường là để diễn tả một cái dáng vẻ cái trạng thái của người khác chứ không nói về mình mọi người nhé chúng ta thử áp dụng vào câu như sau này Xin đồ Xin ni, Musume wa ga nai to bakari ni, akubi o shita câu này mình sẽ hiểu là gì nhỉ cái phía trước là gì đấy mặc dù tôi đang nói chuyện rất là nghiêm túc về cái gì nhỉ về cái gọi là hướng đi tiếp theo đúng không thế nhưng mà đứa con gái của tôi làm sao ạ nó ngáp rất là to như thể muốn nói rằng nhá tôi bác cả như thể muốn nói rằng là con chả có cái, cái sự quan tâm gì cả đúng không chả có hứng thú gì cả tức là đấy mình sẽ sẽ hiểu là à đấy là cái dáng vẻ mà mà nó không nói trực tiếp nhưng mà nó nó thể hiện giống như là như thế và mẫu ngữ pháp cuối cùng mà mình thấy là trong N 1 chúng ta cũng có thể gặp đó là Nani nani bakari de Và cái cách nói này chúng ta sẽ thường gặp ở trong những cái câu mà nó thể hiện cái hàm ý phủ định này Hoặc là những cái đánh giá tiêu cực của người nói đối với những cái sự vật đang được nói đến à, Bây giờ các bạn thử nghe ví dụ và chúng mình thử lựa chọn cái phương án dịch Làm sao để cho thể hiện được cái cái sự đánh giá tiêu cực của người nói nhá Thì mình sẽ có thể dịch là gì ạ? Ờ cái nhà hàng này làm sao ạ? nó đắt đúng không? Chỉ được cái đắt thôi và cũng chẳng ngon gì cả đúng không? Đó thì tức là các bạn chỉ cần hiểu cho mình là à đây là trong cái câu mà nó thể hiện cái hàm ý cái đánh giá tiêu cực của người nói nhá. Hoặc là một ví dụ khác nhá. Chị chỉ là ít giờ một môn yêu ba cái gì đấy. Nán như một xíu tôi xin này bố tôi thì lúc nào cũng chỉ được cái gì nhỉ? Chỉ được cái gì nhỉ? Hay phản nàn rồi đúng không? Chứ chẳng chịu làm cái gì cả. Đó thì tùy vào cái cách hiểu các bạn hoàn toàn có thể đưa ra cho mình những cái phương án dịch nó 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 phù hợp nhá. Ờ thì cái cái mà mình đưa ra là một cái các bạn tham khảo thôi, còn lại các bạn cứ hiểu về mặt bản chất là nó thể hiện cái sự đánh giá tiêu cực của người nói với cái sự vật đấy. Ok, đó chính là tám ngữ pháp liên quan đến Bakari. Rồi, bây giờ thế là gọn gàng với cả Bakari rồi nhá. Mainichi neru mae ni 2 jikan kurai benkyou shite imasu. Gakkou đến densha de dono kurai kakaru n desu Ờ, ngày xưa khi mà học N4 chúng ta đã quá quen thuộc với cách sử dụng của cứ khi mà đi với lượng từ dịch là gì nhỉ? Là khoảng chừng đúng không nào? Cứ tưởng đến đây là xong rồi nhưng mà các bạn ơi Khi mà học lên đến N3, N2, N1 chúng ta sẽ còn gặp rất rất nhiều những cách sử dụng khác mà liên quan đến ngữ pháp cứ này Và ngày hôm nay hãy cùng mình tổng hợp tất tần tật về nó nhé Trước tiên thì chúng ta thống nhất cách sử dụng vừa nãy là cách sử dụng số 1 nha còn bây giờ sẽ là cách sử dụng số 2, các bạn nhìn cách kết hợp cho mình. Và trong trường hợp này nó sẽ mang ý nghĩa là dai tai nani to onaji Tức là gì nhỉ? Mình đưa ra một cái ví dụ cụ thể nào đó đứng trước cái cửa đai đấy và để thể hiện cái mức độ của một cái trạng thái nào đó nhá. Và mình có thể dịch sang tiếng Việt là cỡ <laughs> như này hay là ở cái mức độ như là thế nào đó. Ví dụ nhá. Kanojo kurai nihongo ga jōzu ni naritai là gì nhỉ mọi người nhỉ? À, tôi muốn tiếng Nhật trở nên giỏi ở mức độ như cô ấy Tức là mình đưa ra một cái ví dụ cụ thể là cô ấy ở đây để mô phỏng cho cái mức độ tiếng Nhật mà mình muốn giỏi lên Đó nhá Kanojo kudai, ga tay Thêm một ví dụ với cả động từ nhá Ikitakatta daigaku ni gokaku shite namida ga deru kurai ureshikatta À, là gì nhỉ? Khi mà mình đỗ được cái trường đại học mà mình muốn vào ấy thì tôi đã rất là vui. Vui gì ạ? Vui ở một cái mức độ mà người ta đưa ra một cái ví dụ cụ thể ở đây là gì đấy? Là mức độ là gì đây nhỉ? Nước mắt nó tuôn rơi đúng không? Hay là mình có thể dịch đơn giản là tôi đã mừng rơi nước mắt nhá. Cách sử dụng số 3 thì lúc này cái từ cứ đại nó sẽ thể hiện một cái mức độ tối thiểu nào đó và chúng ta sẽ có thể dịch là tối thiểu thì ít nhất thì thế nào thế nào đó. Mainichi isogashii kara nichiyoubi kurai là gì nhỉ mọi người nhỉ ờ ừ, là vì ngày nào tôi cũng rất là bận nên là ít nhất thì tối thiểu thì chủ nhật tôi cũng muốn được nghỉ ngơi thong thả nhá chi vì cứ đẩy cách sử dụng rất là hay đúng không mọi người Số 4 thì nó sẽ thường đi theo sau những cái sự vật, những cái việc mà chúng ta hơi mang cái ý gọi là gì nhỉ? Hơi xem thường, hơi coi nhẹ nó vì nó là những cái thứ kantan no koto, những cái thứ đơn giản này hay là chi koto, những cái thứ nhỏ bé này hay là jiuyo này nai koto là những cái thứ mà nó không quá quan trọng. Ví dụ như sau nhá. kurai, jibun de là gì nhỉ? Ờ, ừ. các bạn sẽ dịch như thế nào để thể hiện được cái hàm ý là À, đấy là một cái việc rất là đơn giản Ờ ừ, thì mình sẽ có thể dịch là Này rửa cốc thôi thì tự mình làm đi nhá Đó, ừ, rửa cốc thôi thì tự mình làm đi nhá Tức là qua đấy nó thể hiện cái hàm ý là À đây là một cái việc đơn giản chả có gì quan trọng cả Ừ, cũng không có gì to tát cả đúng không? Chốt nante Ờ, chỉ có đi bộ chút như vậy thôi mà đã mệt rồi Thì, thì cậu là đang bị gì nhỉ? Đang thiếu vận động đấy nhá đó thì là à chỉ có một cái việc đơn giản đó là gì nhở đó là đi bộ á các bạn hiểu cái ý sắc thái nghĩa của cái cái cách dùng số 4 này chưa? Nhá, nó sẽ theo sau những cái sự vật, sự việc, những cái hành động mà chúng ta gì nhỉ? Chúng ta kê xị chúng ta không coi nó là quan trọng, không coi nó là quá là phức tạp, khó khăn. Số 5 thì là một cách dùng rất là hay của cái từ kurai mọi người ạ Đó là nani nani kurai nara Nếu mà phải làm cái hành động với trước kurai nara Thì tôi thà làm cái hành động đằng sau còn hơn Và đây là một cách nói mà thể hiện cái cảm giác là Iyanakimochi Là một cái cảm giác của mình không thích làm cái hành động đấy mọi người Chúng ta cùng nghe thử ví dụ để ứng dụng nhá Shuri ni san man harau kurai nara Atarashi no kata ho ga ii desu yo Câu này là gì mọi người nhỉ? Là gì đấy? Ồ, nếu mà phải trả ba man cho cái việc sửa chữa thí thì tốt hơn là nên gì nhỉ nên mua cái mới cho xong ạ đó. đó thì nếu mà phải làm cái trước thì thà làm cái sau còn hơn nó rất là hay đi kèm với những cái kiểu câu như là gì nhỉ với tao hồ gã y hoặc là ví dụ sau mình sẽ cho là hồ gã masida đấy nhá tomodachi o uragiru kurai nara shinda hồ gã masida đồ các bạn dịch câu này đấy nếu mà phải phản bội bạn bè thì tôi thà chết còn hơn nhá. Yeah. Đấy, thì mình thấy đây là một cách rất là hay của cứ đây là trong cái ngữ pháp này. Các bạn nhớ mang ra sử dụng nhá. Và cách sử dụng cuối cùng, cách sử dụng số 6 mọi người nhá, đó là nani nani cứ đây, nani nani wa nai. Chúng ta sẽ hiểu là chẳng có cái gì bằng. Thì đây là một cách nói mà thể hiện cái quan điểm chủ quan của bản thân uh, khi mà mình mình cho rằng một cái gì đó là nhất. Ờ, ừ, nani nani ga ichi <nis tui> bằng chấm <chest> chấm tổ o moimasu nhé thì uh, chúng ta một cách nói khác của cách nói đấy đó là gì nhỉ chúng ta sử dụng cái cứ đại chấm chấm what nai như vậy cũng thể hiện cái sắc thái như vậy mọi người nhá và các bạn để ý trong cái mẫu này thì ngoài cái đuôi câu là nai nó sẽ còn hay đi với những cái đuôi câu mà thể hiện cái sắc thái uh, phủ định ví dụ như là sukunai hay là mezurashi vân vân ví dụ này kono kai sha yamada san kurai shigoto ga dekiru hito wa inai là gì đấy trong cái công ty này chẳng có ai làm việc tốt được như anh Yamada hoặc là Kono mise no ramen kurai oishii mono wa tsukunai to omoimasu là gì đây nhở Tôi nghĩ rằng là gì ấy nhỉ? Ờ, rất là ít những cái đồ ăn mà nó ngon được như là cái mì của cái quán này Thì tức là đối với tôi thì cái này nó là gần như là ngon nhất rồi đấy Đó, ngày hôm nay mình đã tổng hợp cho các bạn rất 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 là kỹ À, và đầy đủ về 6 cách sử dụng của cứ đáy mà chúng ta có thể gặp trong xuyên suốt cái hành trình học ngữ pháp từ N4 lên tận đến N1 Rồi, và cái nào hay thì các bạn nhớ mang ra sử dụng và đừng quên đặt câu xuống phần comment cho mình nhá Năn cả, nan cả, năn cả Có bạn nào đau đầu với cách sử dụng của những cái nan cả này không mọi người? Ờ, ừ, clip này sẽ giúp các bạn giải quyết triệt để cơn đau đầu với từ năn cả mọi người nhá Có 4 cách dùng thôi, rất là ngắn gọn và dễ hiểu này Cách sử dụng số 1 đó là khi mà mình nói về cái trạng thái cảm xúc của bản thân Là một cái trạng thái cảm xúc mà mình không thể diễn tả được chính xác là nó là như thế nào Và lý do vì sao nó lại như vậy Và mình có thể dịch vào một cái từ là không hiểu vì sao mà Ví dụ như là Là gì nhỉ? Ôi không hiểu vì sao mà hôm nay thấy trong người cứ khó chịu làm sao á đó, thì trong cái cách sử dụng này các bạn nhớ lưu ý một cái uh, chú ý nhé Đó là khi nếu như mà chúng ta đã biết chính xác lý do vì sao dẫn đến cái nguyên nhân cái trạng thái đấy rồi á Thì thì chúng ta không dùng từ nan cả nhé Ví dụ trong cái câu mà gì đấy Thì mình đã biết chính xác mình đau đầu là bởi vì gì? Bởi vì hôm qua uống bia rồi thì nên là mình không dùng nan cả trong trường hợp này nữa nhé Trường hợp số 2 đó là sử dụng khi mà chúng ta muốn đưa ra một cái gợi ý nào đó mọi người nhá Ví dụ bây giờ mình với đứa bạn đang phân vân xem là hôm nay đi ăn nhà hàng nào á Hay trong đầu mình nghĩ ra hay là hôm nay mình đi ăn đồ ăn Ấn Độ nhỉ Thì mình có thể sử dụng cái từ nan cả trong cái câu này nhá Để đưa ra gợi ý cho đứa bạn À, Indo Dio thì nan cả đồ Đó, ờ, ừ, mày ơi, đi ăn đồ Ấn cũng được ấy nhỉ Đó, thì mình có thể sử dụng cái từ là Indo nan cả đồ Ok, đó, nhá Cách sử dụng số 3 đó là từ nanka Nó sẽ theo sau những danh từ mà chỉ bản thân Ví dụ như là watashi nanka Thì các bạn sẽ có thể gặp cái cách nói này rất là nhiều Trong những cái lời đáp lại của người Nhật Khi mà đáp lại cái lời khen của mọi người với họ à, Ví dụ như là bây giờ nếu mà có ai mà khen các bạn là tiếng Nhật giỏi thế Thì các bạn thể nói là gì đây? Yeah yeah, watashi nanka mada desu ờ ừ, là gì ôi, ôi tôi à tôi không giỏi lắm đâu không có gì giỏi cả đúng không thì nó theo sau những cái danh từ để chỉ bản thân mình là một cách nói để mình nhún nhường mình lại khiêm tốn mình lại trước cái lời khen của đối phương nhá tuy nhiên có một cái lưu ý rất là quan trọng trong cái cách sử dụng này các bạn nhớ nhá đó là nó sẽ không sử dụng hoặc là hạn chế sử dụng với người khác nhá mình sẽ không nói là e, tanaka sang nan cả bởi vì sao nhỉ bởi vì như thế nó sẽ hơi bị thất lễ dùng cho mình thì là thể hiện cách mình khiêm tốn chứ còn dùng cho người khác là sẽ bị thất lễ nhá mọi người nhá và cách sử dụng cuối cùng đó là cách sử dụng của nanka theo sau những danh từ chỉ vật, những cái thứ mà chúng ta thường xem nhẹ hoặc là không quá coi trọng. Ví dụ như là, "Okane ga areba shiawase dakara koibito nai là gì đấy nhỉ? bây giờ chỉ cần có tiền là sẽ hạnh phúc lắm, một thế nên là người yêu à không cần, không cần. Đó thì cái từ "koibito eh, nanka" nó sẽ là À, cái từ nan cãi nó sẽ theo sau một cái đối tượng hoặc là một cái sự vật gì đó mà chúng ta không đánh giá cao không um, gọi là hơi xem nhẹ một chút nhá thì đó là bốn cách sử dụng của nan cãi mà chúng ta thường gặp ở trong giao tiếp và mình là thanh các bạn hãy bấm follow mình để tiếp tục xem những clip chia sẻ về những kiến thức tiếng nhật mà các bạn khó tìm thấy trong sách vở nhá hết nan cả lại đến nan tô cả các bạn ơi các bạn có hay bị nhầm những cái từ này không Chứ học viên của mình khi mà các bạn ấy học lên đến N3 ấy Thì các bạn là rất hay bị nhầm những cái từ này mọi người ạ Nhưng mà thực ra cái từ Nantoka Các bạn hoàn toàn có thể chỉ cần nhớ gói gọn trong ba cách sử dụng thôi nhá Cách sử dụng đầu tiên là nó sẽ thường đứng trước động từ Và chúng ta thường hay dịch là bằng cách nào đó Thì nhất là trong những cái câu mà thể hiện ý nhờ vả ấy, mọi người Thì những lúc mà chúng ta phải đưa ra một cái lời nhờ vả Có thể là hơi khó cho đối phương Thì mình sẽ rất là hay dùng cái từ Nantoka này nhá Ví dụ này <laughs> Nghĩa là gì đấy? À, tôi có một cái lời nhờ vả như này, không biết là cậu có thể bằng cách nào đó giúp tôi được không ạ? Đó, nan to shite Hoặc là nói đơn giản hơn sẽ là nan to onegai shimasu. Tôi rất là mong là bằng cách nào đó cậu hãy giúp tôi nhé. Thứ hai nó sẽ là mang ý nghĩa là cuối cùng thì mình đã làm được cái việc gì đó thì trong những cái câu này thì cái vế sau cái động từ theo sau nó thì sẽ thường là những cái động từ mà chia thể khả năng mọi người nhá. Cuối cùng thì tôi đã đỗ được kỳ thi tiếng Nhật. Nihongo no ryokushiken ni nan to gokaku dekimashita. Và cách dùng số 3 đó là chúng ta sẽ hay gặp trong cái câu là nan to Đố các bạn biết nó nghĩa là gì? Ờ, ừ, đây gần như là một cái quán dụng ngữ mọi người nhá và chúng ta sẽ có thể hiểu là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nan to Ví dụ như bây giờ có một ai đó đang rất là nản lòng và muốn bỏ cuộc đúng không? Thì mình sẽ có thể khuyên người ta một câu là gì nhỉ? Ima wa mada iroiro to taihen kamoshirenai kedo nan kara ganbatte ne. Câu này các bạn thấy nó đứng ở giữa câu không ạ? Đó là gì nhở? À, bây giờ thì có thể là vẫn còn rất là nhiều cái mà chúng ta còn thấy khó khăn đúng không? Thế nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nam tốt cả được cả đại nhé. Thế nên là đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng lên nhá. Akiramenai này đấy, tên Đó, gặp nhiều nhất thì sẽ chỉ gặp ở ba cách sử dụng như vậy thôi. Thế là mình đã giải quyết xong <laughs> nan và nan <laughs> Ok rồi mọi người nhá. Xin chào tất cả các bạn à, Tiếp tục là một clip nằm trong CD về tổng hợp ngữ pháp để giúp các bạn có cách nhìn về việc học ngữ pháp tiếng Nhật một cách đơn giản và hiệu quả hơn thì ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp giúp các bạn 28 cách nói nhưng ở trong tiếng Nhật Và đây sẽ là những ngữ pháp hoặc là những cái từ vựng mà nói trải đều xuyên suốt từ ngữ pháp của N5 lên đến tận N1 Và... Chị Thanh ơi, Game Z bây giờ các bạn ấy không xem video dài thế này đâu Đúng rồi đấy, ra đây quay tóc tóc với anh nhiều người xem hơn ô ờ, nhưng mà clip này em em đã chuẩn bị rồi thôi thôi cứ để em làm nhá. Ừ, làm nếu mà có các bạn mà có xem thì thì làm tiếp cũng không thì thôi. Thôi anh mình Nghĩa đi ra đi. Ừ. Ok. <laughs> ok và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé mọi người nhá. Để các bạn có thể tiện theo dõi bài giảng ngày hôm nay thì mình đã chia 28 cách nói và từ vựng mang ý nghĩa nhưng này thành 6 nhóm khác nhau mọi người nhé. À, trong đó nhóm đầu tiên sẽ là những cách nói nhưng căn bản nhất gọi là ipantekina hyogen. Cách nói số 2 thì sẽ là một cách nói mà nó hơi mang tính chất là văn viết tức là nó hơi trang trọng một chút này. Tiếp theo chúng ta có cách nói số 3, số 4 thì đây là những cách nói mà mang ý nghĩa nhưng trong những cái câu mà thể hiện ý nghĩa giả định. Cách số 5 thì sẽ là một nhóm những cái cách nói thể hiện mang ý nghĩa phủ định một phần. Và cuối cùng thì đây sẽ là tập hợp của những từ nối mang ý nghĩa nhưng trong tiếng Nhật Hãy và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với nhóm đầu tiên cách nói nhưng căn bản nhất. Ipantekina e Thì căn bản của căn bản nhất thì chắc là từ hồi nửa năm chúng ta đã bắt đầu ngay với cách nói này đó là gì nhỉ? Nani nani ga ok các bạn có nhớ không ừ, dễ rồi Mainichi chị gokido hashit tĩ được ạ ya -nak yase này nghĩa gì nhở ngày nào tôi cũng gì nhở tôi cũng tôi cũng chạy 5 cây số liền thế nhưng mà mãi mà không gì đấy không gây đi được tí nào nhá thì đây cách nói căn bản nhất rồi thì thực tế thì cách nói này sẽ là một cách nói nó hơi cứng một chút và các bạn sẽ thấy là thường được dùng trong văn viết mọi người nha còn văn nói thì uh, tất nhiên là văn nói chúng ta cũng sẽ dùng được và uh, nam giới thì có thể sẽ dùng nhưng mà nếu mà nữ giới mà chúng ta muốn cho câu văn nó nhẹ nhàng mềm mại hơn á thì chúng ta có thể sử dụng cái cách nói mà đây mình cũng sẽ giới thiệu luôn là cách nói số 2 trong những cái cách nói ipang teki này đó là gì nhỉ? Keredomo, keredo きれど và kedo. Ví dụ như sau. Kino wa ame ga futta undoukai wo là gì nhỉ? Ừ, ngày hôm qua mặc dù là trời đã mưa thế nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tổ chức gì nhỉ? Một à, cuộc à, Ấn Độ đồ cải là một cái cuộc thi thể thao đúng không nào? Đó nhá. Thì cách nói là keredomo kề keredo", độ và kề đồ này thì cũng giống như với gà mọi người ạ nhưng mà mình nói rồi đó là đây sẽ là cách nói mà chúng ta thường được dùng trong văn nói nhiều hơn và giúp cho cái câu văn của chúng ta nó sẽ mềm mại đỡ cứng nhắc hơn so với ga, nhá, và đặc biệt trong ba cách nói này thì cái cách nói là đồ là cách nói mà chúng ta sẽ thường gặp nhiều nhất mọi người ạ, đúng không nào, không biết là các bạn ở ngoài thực tế nói chuyện với người Nhật đã gặp bao giờ chưa ừ, gặp nhiều đúng không, tiếp theo số 3 trong phần ipang teki này chúng ta sẽ có từ te mo các bạn nghe thấy có vẻ, te mo chúng ta dịch là dù đúng không, thế nhưng mà à, thực tế thì cái gọi là cái cách sử dụng khi mà trong cái ngữ pháp thì người ta vẫn chia cái cách nói te mo này mang ý nghĩa là ngược, mang ý nghĩa là nhưng ấy, mọi người, à, thì cái te mo này các bạn có thể sẽ dùng được với cả động từ này với cả tính từ và chia thể t cộng với thêm mộ đúng không nào thì ví dụ như là kanojo ni message o okutte mo nakanaka henji ga nai ne? ừ mặc dù ừ chúng ta trong câu này chúng ta dịch là mặc dù đúng không nào mặc dù tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy rồi thế nhưng mà mãi mà không thấy cô ấy gì nhỉ trả lời lại nhá ok chưa nào thì đó là te mo chúng ta mang ý nghĩa là mặc dù như vậy nhá cái này cũng là học từ hồi n năm n bốn rồi phải không Tiếp theo sau đó thì cũng là trong khoảng tầm đời 4 đi chúng ta sẽ học cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Đó là cái gì mà cũng là mặc dù ấy nhỉ? Là gì nhỉ? nhị ni. <laughs> Ví dụ như là Kyo wa, ni shigoto ga arimasu. Ờ thì với câu này mang ý nghĩa là gì đấy? Ngày hôm nay mặc dù là là chủ nhật thế mà lại có việc đấy đúng không? Vẫn có việc phải làm đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái cách nói về noni này thì các bạn sẽ thấy là trong cái sắc thái của câu văn á ở cái đằng vế sau ấy uh, ừ, những cái câu mà có nồn nhị này thì cái câu văn nó sẽ có một chút cái cảm xúc phê phán một chút cái cảm xúc hơi bất mãn uh, đối với uh, sự vật sự việc đó của người nói này đó và có một cái lưu ý nhỏ đó là đằng sau cái câu nồn nhị ở cái vế sau ấy chúng ta sẽ thường không đi được với những cái câu mà thể hiện mệnh lệnh hay là ý chí được chưa nào? Và tiếp theo bước sang đến N3 thì các bạn cũng có thể gặp tiếp một cách nói mà cũng giống với nồn này Đó là cư xê Hình như ở trong cái bài ngữ pháp dạy về cách sử dụng, à, cách học ngữ pháp hiệu quả của mình hôm trước Mình cũng nói về cái từ cư xê này rồi đúng không nào? Đây là một cái ngữ pháp của N3 nha mọi người nha Ví dụ như sau Ano hito wa okane mochi no cư xê Nghĩa gì nhỉ? Cái người đó à, ở, mặc dù rất là giàu à, thế nhưng mà kiệt lắm thì cái cư xê nhị trong cái câu văn mà sử dụng cư xê nhị này thì nó sẽ chứa đựng một chút những cái cảm xúc hơi tiêu cực này hay là phê phán chỉ trích đối phương này thì như cái clip trước mình đã nói rồi đó là trong cái, cái cách nói về cư xê nhị này thì cái câu văn nó sẽ chứa đựng một chút cái cảm xúc hơi tiêu cực hơi phê phán chỉ trích đối phương của người nói nha à, thì cái cách cách sử dụng như vậy cái hàm ý cái 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 lớp ý nghĩa như vậy thì nó khá là giống với nồn nhị tuy nhiên trong cái cách nói về cư xê nhị thì nó sẽ không chứa đựng cái cảm xúc mà hơi kiểu tiếc nuối hơi gian nên nakimochi so với à, noni mọi người nhá và đặc biệt là trong cứ xây nhị này thì chủ ngữ sẽ thường là người khác không phải là mình và nhớ là vế trước vế sau của cứ xây nhị thì bao giờ cũng sẽ là cùng một chủ ngữ mọi người nhá ok chưa thì đó rất là nhanh gọn các bạn có nghe kịp không? Ừ, đây là ngữ pháp rất là dễ từ à, căn bản nhất rồi, từ N5 lên đến N N3 đúng không? Có cả của N3 đúng không? Thì đây là những cái nhóm từ vựng, nhóm cái gọi là không phải nhóm từ vựng mà là nhóm ngữ pháp, nhóm cái cách dùng ngữ pháp mà mình thấy là nó mang ý nghĩa nhưng và thấy được dùng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước sang nhóm số 2, đây sẽ là nhóm gì nhỉ? Kakikotobateki na yakusetsu hyogen là những cái cách nói mang ý nghĩa ngược mà hơi mang tính chất là văn viết tức là gì nhỉ văn viết tức là nó sẽ thường được dùng trong những cái văn phong các các văn bản này hay là những cái uh, mang tính chất trang trọng một chút nhá thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha thì trong phần này mình sẽ giới thiệu với các bạn hoặc là không phải giới thiệu mà là gợi nhớ lại cho các bạn bốn cái cách nói nhá bốn cách nói đầu tiên đó là nani nani nagara hoặc là có thể thêm mộ ví dụ như là Mazushi Câu này nghĩa là gì nhỉ? Ờ, mọi người của cái quốc gia này thì mặc dù là rất là nghèo Thế nhưng mà trông lại có vẻ rất là gì nhỉ? Rất là hạnh phúc đó thì các bạn ơi, cái cách nói Nagaramo trong cái nhóm này các bạn nhớ cái ý đầu tiên đó là thường dùng trong văn viết nhá Hoặc là dùng trong những cái à, văn cảnh mà à, nói cũng có thể là nói rất là trang trọng như các bài phát biểu trước nhiều người này Nhớ chưa nào? Ok và cái vế trước của cái Nagara hoặc là Nagaramo này Thì nó sẽ thường là những cái biểu hiện ngữ pháp mà nó thể hiện à, về mặt trạng thái Ví dụ như là Aru, Iru hay là iru hay là Majushi như trong cái câu văn vừa rồi nhá. Đấy, rồi thì đó là Nagaramo hoặc là nagara. Các bạn có nhớ ra chưa? Rồi tiếp theo cũng là ý nghĩa mặc dù nhá. Chúng ta học ở N2 đi. Ừ, cái ngữ pháp từ nãy giờ đều ở N2 nhá. Bây giờ cũng ở N2 này, đó là nani nani ni mo dự nhá. Ano dansei được wa Uh, các bạn nghe được câu này nghĩa gì không? Ừ. Uh, cái gì nhỉ? Cái người idol người nam đúng không? Cái, cái, cái nhân vật nam mà là idol đấy Ừ thì mặc dù là nhá mặc dù là đã có một cái scandal đúng không một cái sự căng đan đấy đúng không thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều nhiều fan nữ đó thì trong cái cách nói là ni một cà cao dự này thì thực ra về cách sử dụng của nó nó sẽ giống với nổ ni mọi người ạ đó tuy nhiên tuy nhiên thì trong bản thân cái câu văn mà dùng cái ni một cà cao và đà dự này thì nó sẽ không chứa đựng cái cảm giác phê phán chỉ trích hay là tiếc nuối như kiểu nồn nhị mà mình vừa nói bên trên mà đơn giản cái câu văn với ni một cà cao và đà dự này thì nó chỉ đơn giản là thể hiện một cái sự thật khách quan nào đó thôi nhá yeah. Ừ thực sự khách quan là đó thôi và nhớ này nó thường hay dùng trong văn viết và về sau sẽ không đi với những cái câu mà thể hiện sự mệnh lệnh hay là ý chí gì cả nhá yeah. nên là các bạn nhìn thấy câu văn vừa nãy đúng không cũng đơn giản chỉ là gì nhỉ? Thể hiện một, nói ra một cái sự thật gì đó đúng không? Cái anh ca sĩ hay anh diễn viên hay anh idol này đúng không? Anh gặp phải scandal rồi thế nhưng mà anh vẫn có rất là nhiều, nhiều fan nữ đơn giản cái câu kể lại sự thật thôi nhá hãy đó là như một cà cà và là dự các bạn có nghe kỳ không mọi người thường hay mắng mình là ở trong những clip này mình nói hơi nhanh đúng không nói hơi nhanh quá mọi người <laughs> ừ nhưng mà kiểu như là uh, vì là những clip mang tính chất tổng hợp thế nên là mình nghĩ cái tốc độ này là tốc độ vừa phải để cho những cái người mà muốn học theo cái kiểu ôn để tổng hợp còn các bạn nào mà mới mới học lần đầu thì các bạn có thể chỉnh clip về 0.75 cho mình nhá chứ còn lên trên clip này mà kiểu mang chỉ tính chất tổng hợp mà mình cứ à các thứ thì nó cũng các bạn rất sốt ruột đúng không? Nên là ok nhưng mà đến đây thì mọi người nhớ ấn like để xem tiếp cho mình nhá. Ok. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cách sử dụng tiếp theo cũng là của N2 nha mọi người nhá, đó là nani mono no. Ok. Ví dụ, kanojo wa 10 ijou Nihon ni sunde iru mono kantan na Nihongo shika cô này nghĩa là gì nhỉ cô ấy mặc dù là đã sống ở, ở gì nhỉ? ở nhật hơn 10 năm rồi thế nhưng mà cũng chỉ có thể nói được những cái tiếng nhật rất là đơn giản thôi thì đây là một cách nói uh, monono cũng là mặc dù cũng là nhưng nhưng mà gì nhỉ nhưng mà uh, mình cũng nói rồi nó nằm trong cái nhóm mà gì nhỉ là văn phong kiểu nhé. và thực ra cái cách nói monono này nó hơi mang tính chất là kiểu văn phong nó hơi cổ một chút đấy mọi người nhá và trong cái cách nói này thì nó sẽ chứa đựng một chút cái cảm xúc hơi tiếc nuối hơi hối hận của uh, của cái người nói khi mà đề cập đến cái vấn đề trong đấy đấy đúng không nào hơi tiếc nuối một chút ví dụ như cô ấy đúng không giờ ôi ơi, đã sống ở nhật 10 năm rồi thế mà chỉ có nói được những cái tiếng nhật rất đơn giản thôi đúng không nào cần là gì không có cả này ý ok hãy và tiếp theo nhá bay lên tận đời một nào nani nani ni yorazu các bạn đã gặp cái ngữ pháp này bao giờ chưa? Nào bây giờ bạn nằm mà đang học từ 3 đến 2 thì chúng ta ôn luôn này, học qua kiểu này các bạn. Các bạn nhìn ngữ pháp thoáng cực kỳ luôn nhá. ừ, ví dụ ờ uh, yorazu ví dụ như là kare wa mikake ni yorazu. Amai mono yoku taberu. Thực ra cái cách nói này nếu mà chúng ta dịch sang cái câu văn chính xác thì chúng ta sẽ dịch là bất chấp á tuy nhiên thì nó cũng thực ra à, về mặt cái ngữ pháp nó cũng có thể xếp được ở trong cái ý nghĩa là yakusetsu hyogen desu thì cái câu này mình sẽ nói, mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Anh anh ấy bất chấp cái ngoại hình ra làm sao thì anh ấy vẫn ăn rất là hay ăn đồ ngọt. Thì đó thì bản thân khi mà dùng cái cách nói bất chấp thì các bạn cũng sẽ có thể thấy rằng là gì nhỉ? Là là cái ý nghĩa của nó 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 sẽ như thế nào đúng không? Tức là mình không màng đến mình mặc kệ cái cái đấy nó ra làm sao, mình không quan tâm nó ra làm sao, mình vẫn cứ thực hiện cái hành động này nhá. Thì đặc biệt với cái ngữ pháp là ni ra dự này thì nó sẽ thường hay đi kèm với những cái từ như là mikake như trong cái ví dụ vừa nãy mình cho nhá hay là nên đệ cbs hay là gì nhỉ kịch cả đi bất chấp kịch kể... bất chấp kết quả hay là mặc kệ cái lý do nó ra làm sao thì vẫn vẫn cứ thế nào thế nào đó tiếp theo nishitemo ok các bạn nghe bao giờ chưa n hai ừ cono brando á nhìn kia ở đây nishitemo hade sugite watashi ni wa niyawanai câu này nghĩa gì nhỉ cái gì đấy cái cái bờ đen này đúng không? Cái cái thương hiệu này dù nó rất là được yêu thích Thế nhưng mà nhìn nó quá là lòe đẹp như thế nên là nó không phù hợp với tôi Và trong cái câu nói này ấy, thì nó sẽ hơi hơi có cái cảm có cái có, có cái 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 nhiêu an sự nên nó là cái gì nhỉ? Ờ, dù là trong trường hợp này chăng nữa thì cái trường hợp này là cái trường hợp có thể là bản thân tôi ờ, mặc dù là không muốn chấp nhận đúng không? không muốn thừa nhận thì chăng nữa thế nhưng mà ừ dẫu là trong cái trường hợp đấy chăng nữa thì thế nào thế nào đó. Ok chưa nào? Thì đó là à, nhóm từ mang ý nghĩa nhưng nhóm số 2 mọi người nhá. Ok? và chúng ta sẽ cùng nhau đi sang đến nhóm số 3 và nhóm số 4 tại sao mình lại nói liền mạch hai cái nhóm này với nhau thì bởi vì đây sẽ là hai cái nhóm mà nó mang cái ý nghĩa Gekusetsu nhé là cách nói ngược mà nó mang ý nghĩa là trong cái trường hợp giả định thế nào đó tuy nhiên thì cái số 3 và số 4 cái sắc thái nó sẽ hơi khác nhau một chút nha bây giờ cụ thể cái đầu tiên này cái đầu tiên các bạn đi vào cái đầu tiên đơn giản nhất thôi đó là cách nói nhưng mà trong những cái câu mà mang tính chất là giả định dù thế nào thế nào đó, thế nhưng mà thế nào thế nào đó

Ừ. Ngày mai dù thế gian có có kết thúc đúng không dù thế giới này có kết thúc đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không hề không thể hối hận nhá Thì cái cách nói là nó tôi này là một cách nói mà đưa ra giả định và cái sự và cái tính chất giả định của cái cái vế đằng trước cái từ tôi này thì nó sẽ rất là cao mọi người nhá Ok Nó rất là cao và nhất là trong những cái câu mà nó đi với thể gọi là thể tạ cộng với tôimo này thì cái tính chất giả định nó rất là cao cao như vậy nhá. Tức là cái việc giả định nó nó sẽ có khó có thể xảy ra. Nhưng mà mình cứ giả định như vậy, đúng không nào? Dù ngày mai thế nào đó thế nhưng mà tôi cũng sẽ không thế nào đó. yo kokai Ok. Hay, đó là cái cách nói đầu tiên Tôi Không nhầm thì đây là cách nói trong N hai nhá. Ok và tiếp theo trong nhóm này chúng ta sẽ còn hai ngữ pháp nữa hơi hơi giống nhau một chút nha đó là ni seo và ni shido. Đây là hai ngữ pháp ở trong N2 và N1 phải không nào mọi người? Ví dụ một ngữ pháp đầu うん。あんふらをてんらじんや。にせよ。しごとがいそがしいにせよ。へんしんくらいはできるだろう。しね。ぎらじんや。じゅう、じゅう、こんびゃくかばっぴちゃんのよ。てんじんま。 Ừ cái việc gì nhỉ? Trả lời lại thì cũng có thể làm được đúng không? Đó thì thực ra cách nói này các bạn có thể thay thế bằng cách nói là nishitemo ở bên trên và cái và cái, cái, cái sắc thái câu văn nó sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Dù cậu có bận đúng không? Trong câu này là dù có bận hay không bận ý như vậy đúng không? Thì thì gì đấy nhỉ? Trả lời thì cũng phải trả lời được chứ đúng không? Thì mình sẽ hiểu cái cách sử dụng của nó là gì đấy. Dù cái vế trước có xảy ra hay không xảy ra thì cái vế sau nó cũng sẽ phải xảy ra này cũng sẽ nên như thế và phải làm được như thế nhá đó là cái ngữ pháp đầu tiên là ní seo. À, ngữ pháp số ba đúng không mọi người à, và mình vừa nói rồi đó là gần giống với nó chúng ta có ní chi độ nhé ní độ này thì à, về căn bản à, nó sẽ giống với cả ní seo ở bên trên nhưng mà đây sẽ là cách nói mà nó hơi cổ hơn một chút và chính vì vậy mà cái sắc thái câu văn á, khi mà nói lên nó cũng sẽ hơi cứng nhắc hơn và như vậy thì nó sẽ thể hiện à, mạnh mẽ hơn cái 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 ý rằng là gì nhỉ dù cái vế trước nó có thế nào hay chăng nữa thì cái vế sau chắc chắn là nó cũng sẽ phải như thế Ok, ví dụ như là Donna điều ga aru ni shiro Kai này. Các bạn nghe câu văn nó cũng sắc thái mạnh mẽ hơn đúng không? Dù đúng không? Dù là có lý do gì đi chăng nữa đúng không? Thế nhưng mà thì làm sao nhỉ? Thế nhưng mà cũng phải Cũng phải gì nhỉ? Cũng không được chứ Xin lỗi mọi người, cũng không được Không được gì nhỉ? Không được à, đến muộn cuộc họp đó nhá Thì như vậy chúng ta sẽ có bốn cái cách nói hàm ý nhưng ở trong cái gì đấy Ở trong cái à, câu mà đưa ra cái ý giả định Dù thế nào thì đó Thế nhưng mà thế nào đó Vậy thì tiếp theo chúng ta vẫn có một cái nhóm số 4 Là nhóm là gì nhỉ Giả sử là trong trường hợp thế nào thì nó, nó đi chăng nữa Thế nhưng mà cái về sau của chúng ta ấy, Nó sẽ mang ý nghĩa là Giả sử là như vậy chăng nữa Thế nhưng mà cũng mưa đi đã Cũng vô nghĩa Cũng không có nghĩa lý gì cả Cũng chẳng có cái ích gì cả đó, thế thì với cái câu này, với cái ý nghĩa này Các bạn nghe kỹ một chút thì các bạn sẽ có thể thấy cho mình nhé Cái, cái, cái uh, Cái ví dụ hay cái cái, cái cái sắc thái của nó sẽ hơi khác ở bên trên một chút Ví dụ như chúng ta cũng có cái cách nói đầu tiên của trong cái nhóm này sẽ là tề mốt mọi người ạ À, nó sẽ không chỉ dịch đơn thuần là nhưng nữa Nhưng mà mà trong cái câu này Kiểu gì thì kiểu cái vế sau của nó Nó cũng sẽ theo cái ý rằng là gì nhỉ Ờ, mươi đi Ví dụ như Kanji o oboe no hi ni wa Quá sợ đây màu nhé. Nghĩa gì nhỉ? Dù mình còn nhớ chữ Hán nữa nhưng mà ngày hôm sau nó cũng mình mình cũng gì nhỉ? Mình cũng quên mất. Đó thì trong cái câu này chúng ta có thể dịch là dù một cái rõ ràng hơn còn cái ở cái nhóm 1 mình dịch là nhưng đúng không nào? Thì các bạn nhớ này, dù thế nào đó thế nhưng mà về sau sẽ thường là thể hiện cái ý là gì nhỉ? Không có ý nghĩa gì cả. Mưa đi đại Dù có nhớ chữ Hán nhưng mà ngày hôm sau cũng chả nhớ gì cả, cũng quên luôn đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Mogambatte <laughs> hataraitemo này là gì nhỉ? Dù mình có làm việc cố gắng hết chăng nữa thế nhưng mà lương nó chẳng tăng gì cả. Ok chưa? Và trong cái cách nói này, nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh thêm một chút thì các bạn có thể dùng những cái phó từ như là ikura hay là donnani. Kono mondai <laughs> wa ikura kangaete mo này gì nhỉ? Ừ, cái vấn đề này dù gì nhỉ? Dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào mà hiểu được Thì trong cái cách nói này, trong cái cách nói mà giả định và cái vế sau là thể hiện cái từ mới đi đại nhé cái, cái vấn đề nó không được giải quyết đó. ừ. Thì các bạn có thể à, thêm cho mình là gì nhỉ Nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh thêm Thì các bạn dùng những cái phó từ như là Ikura hay là Donnani Ok chưa nào? Đó là tề mộ Ok, và cùng với tề mộ Có thể tề mộ chúng ta sẽ cứ dùng trong văn viết chẳng hạn Hoặc là văn nói nói chung cũng được Nhưng mà trong văn nói hàng ngày của người Nhật Thì các bạn học rồi đúng không nào? Đó là ở trong chương trình N3 Chúng ta có học một cách nói là Tate Nó sẽ bằng với tề mộ Được chưa nào? Nhưng mà nó là cái văn nói Chính là văn nói của tế mộ trong cái câu vừa rồi Ví dụ như là Ima kara mai ni dù là gì nhỉ từ ngày hôm nay ngày nào cũng học hành chăm đi chăng nữa nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng cậu có thể gì nhỉ đỗ được từ một đâu đúng không nào thì cái cách nói này nhá thực ra nó cách nói thông thường gọi là cách nói văn nói hàng ngày tê trong văn nói hàng ngày dùng rất nhiều đúng không dùng thay cho tê mộ ở trong trường hợp này mọi người nhá ok chưa rồi đó là hai cách nói ở trong cái ý nghĩa rằng là gì nhỉ giả sử thế nào đó thì đằng sau cũng không có nghĩa lý gì cả đúng không? Thì chúng ta còn một cách nói trong phần này nữa đó là ta các bạn nghe mà chưa nhỉ? Hình như đây của thứ hai mọi người ạ. ừ, cũng là dù thế nào đó thế nhưng mà về sau nó sẽ thường đi với những cái cái kết quả mà mình không mong đợi. Nha, cái kết quả mà mà lẽ ra khi mà mình làm cái thì mình mình mong đợi nó phải như thế này đúng không thế nhưng mà cái vế sau nó sẽ thường là cái ý là gì nhỉ dù làm rồi thế nhưng mà cuối cùng cái kết nó kết quả nó không được như mong đợi và như vậy thì cái vế sau ấy nó sẽ thường đi với kiểu gọi là thầy phủ định này hay là những cái câu mà nó thể hiện cái uh, ý tiêu cực này uh, hoặc là ý nghĩa phủ định ví dụ như là ừ um, kanojo khốc Câu này có nghĩa là gì đây? Dù mình có tỏ tình với cô ấy đi chăng nữa đúng không thể nhưng mà đằng nào mà chẳng bị đá. Ok. Và cũng giống với temo ở bên trên nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh hơn. Cái câu này thì các bạn cũng có thể thêm cái phó từ ở đầu câu ví dụ là ikura hay là don okay, nani nào? Ikura chui shita tabako Câu này nghĩa gì nhỉ? Dù mình có nhắc nhở anh ấy bao nhiêu chăng nữa nhưng mà anh ấy cũng không gì nhỉ? Cũng không, cũng không bỏ. Thuốc lá đâu? Đúng không nào? Đó thì các bạn à, muốn nhấn mạnh cái sắc thái của câu văn thì các bạn có thể thêm cái ikura hoặc là donani nhá Thì đây trong cái nhóm số mấy nhỉ? Nhóm số 4 của chúng ta đúng không? Giả định trong một trường hợp nào đó thế nhưng mà về sau nó cuối cùng thì vẫn là à, mang à, ở trong một cái kết cục là không có nghĩa lý gì cả không thể thực hiện được hay không giải quyết được vấn đề gì đó nhá Thì đây cũng là một cách nói mà gì nhỉ? Mang ý nghĩa là ngược lại với nhau Ok gần hết rồi chúng ta cùng nhau đi tiếp nhá À tiếp theo nhóm số 5 thì mình sẽ xếp cái nhóm này vào trong những cái cách nói mà nó mang ý nghĩa là nó phủ định một phần ở đó nhá. Thì phủ định một phần này thì sẽ là cái cách nó mà các bạn thường gặp ở trong tầm N3 trở lên nhá. Đầu tiên chúng ta có từ とてもですね. Nihongo ga hanaseru to itte mo kantan na aisatsu Câu này nghĩa gì nhỉ? Dù nói là tôi có thể nói là tiếng Nhật đấy, thế nhưng mà cũng chỉ là những cái câu chào hỏi bình thường thôi. Đó thì câu này mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Dù nói là thế nào hay nào đó Thế nhưng mà trên thực tế rằng là Cái mà mình đạt được nó chỉ là một phần của cái kia thôi Thế nên là nó mới nằm ở trong cái nhóm là phủ định một phần ấy Hoặc là uh, phủ định một phần hoặc là chấp nhận một phần thôi Tức là gì nhỉ? À, ví dụ khi mà nói rằng là Nihongo ga hanaseru es ne Tôi có thể nói tiếng Nhật Thế nhưng mà cái về sau mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? À, bình thường mình nói là Tức là nói mà gì nhỉ? Tôi có thể nói được tiếng Nhật thì chúng ta hình dung là nói rất nhiều thứ đúng không? Nhưng mà đằng sau mình sẽ đưa ra một cái gọi là đính chính Chính xác thì Đúng là Chính xác thì những cái mà mình có thể làm được nó chỉ là một phần trong cái gì nhỉ? Trong cái mà chúng ta có thể hình dung được khi mà nhắc về trước thôi nhá. Nên là gì nhỉ? Nihongo ga hanaseru to mo kantan na aisatsu dake desu yo. Ok chưa nào? Đó nhá, mình cứ hiểu đơn giản là vế sau thường đưa ra một cái đính chính nào đó. Ờ ừ, và cái đính chính này thì thường nó sẽ chỉ đạt được khoảng độ một phần của cái mà chúng ta thường hay hình dung khi nói về vế trước thôi nhá ok chưa nào nói như vậy các bạn quá là dễ hiểu rồi phải không ừ, tiếp tục nhá à, sau cái cách nói này thì chúng ta có toa ie nhé ừ, ạ này thì nó gần giống với cả tối mộ tuy nhiên ạ ie này thì nó sẽ là cách nói cứng hơn và các bạn sẽ thường thấy là gặp trong văn viết hoặc là những cái ba mẹ những cái à, văn cảnh mà nó trang trọng lịch sự nhá ví dụ như là gì nhỉ có mấy câu như là gì đấy Ừm, ạ wa karada ni What này né. nghĩa gì nhỉ à Tất nhiên là cái gì nhỉ? cái um, cái vận động thì nó dù nói là nó rất tốt cho cơ thể thế nhưng mà uh, làm quá nhiều đúng không thực hiện quá nhiều thì nó cũng sẽ không tốt đúng không mình làm nó ở mức quá nhiều thì cũng không tốt đâu đó thì các bạn cứ nhớ cho mình là à uh, mộ và toaie thì cái sắc thái câu văn nó gần gần giống nhau Chiều cách sử dụng của nó sẽ uh, ví dụ toaie thì nó sẽ nói hơi văn viết một chút nhá cứng hơn một chút rồi tiếp theo quay trở lại tầm n ba đi các bạn sẽ có thể gặp một cách nói là karatoite hoặc là Kara tế tức là uh, có hai cách nói nhá một là karatoite đấy là kiểu trong văn viết hoặc là thông thường cũng dùng được còn nếu mà muốn nói ngắn hơn trong văn hàng ngày chúng ta có là karate ]ですね. Ừ, rồi. Ví dụ, Các bạn có thấy quen thuộc cái này không? Ừ. đây là một cách nói mà nó sẽ được dùng rất là nhiều ở trong những cái câu mà cái câu mà nó thể hiện cái ngữ pháp mà à, phủ định một phần đấy mọi người. Đó là gì nhỉ? Hai cái mẫu ngữ pháp mà chúng ta rất là hay gặp đó là wake de wa hoặc là to wa Dù nói là tôi đã tốt nghiệp trường đại học tốt thì chăng nữa thế nhưng mà cũng không có nghĩa là sẽ có thể trở nên hạnh phúc nhá không có thể trở nên hạnh phúc đó thì đây là một cách nói mà thường đưa dùng trong những cái câu mà đưa ra những cái quan điểm những cái suy nghĩ của của người nói dù nói là vì thế này thế này chăng thế nữa thế nhưng mà không có nghĩa là không nhất thiết không chắc chắn là nó sẽ dẫn đến một kết quả đằng sau đằng sau đó nhá thì đây là một cách nói mà trong cái cái cách nói mà à, phủ định một phần à, rất là hay dùng với cái đuôi câu là hoa kê đế hòa này hoặc là tô hoa kagi đà này và trong nhóm này chúng ta sẽ còn hai cách nói nữa trước tiên sẽ là tối về đầu mộ Ờ, đây cái nói của tầm n 2 n 1 gì đó thì đây là một cách nói rất là cứng mọi người nhé à, thường chúng ta sẽ chỉ thấy là nó gặp ở trong uh, văn viết thôi đó và uh, thực tế thì nếu mà trong văn nói thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay bằng cái là gì nhỉ Kế để đầu mộ đó ví dụ như là gì đấy sensei tôi đây đầu mũ và này của tôi ạ được con này nghĩa gì nhỉ mặc dù nói là giáo viên đấy thế nhưng mà cũng có những cái mà mà người ta không biết đó thì các bạn để cho mình nhé đó là trước to iedomo này thì nó sẽ thường đi với những cái danh từ mà thể hiện một cái vai trò, một cái vị trí nào đó Ví dụ trong trường hợp này là mặc dù trong cái vai trò là một giáo viên đi chăng nữa Và tiếp theo là cái vế sau của nó á, về sau của nó sẽ thường là những cái nội dung mà nó khác với những gì mà chúng ta thường hay hình dung về cái cái người hay là cái vị trí hay là những cái thứ mà được nhắc đến ở về trước đúng là nào bây giờ chúng ta hay nghĩ là gì nhỉ? à giáo viên là cái gì cũng phải biết đúng không thế nhưng mà cái về sau thì đấy à không phải đâu dù nói là giáo viên thật đấy thì nhưng mà gì nhỉ những cũng có những cái thứ mà người ta người ta không biết thì đây là cách sử dụng của tối về đầu mộ ở trong văn viết thì chúng ta hay dùng như vậy còn văn nói các bạn cứ dùng kể đầu mộ thôi nhá ok ấy à, và cách nói cuối cùng ở trong nhóm này chúng ta có nani nani to wa yêu mono no ok um, thì một cái ví dụ như sau nhá sakura ga sai ta to wa yêu mono no man kai ni naru ni wa sujitsu kakari sou da câu này nghĩa gì nhỉ Ừ. Mặc dù bảo là gì nhỉ, hoa anh đào đã nở rồi đấy Thế nhưng mà thực tế rằng là gì nhỉ Để mà có thể nở được hết Mankai ni được esne là nở hết Nở nở bung hết tất cả các các, các nụ ạ thì, thì cũng sẽ phải mất đến vài ngày cơ Thì cái cách sử dụng của cái toa yu monono này Thì các bạn sẽ thấy là cái vế trước á, ở khi mà người ta nhắc đến thì người ta sẽ thường hay nghĩ như thế này đúng nào ví dụ, à hoa anh đào nở rồi thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là gì nhỉ? À chắc là cây hoa. tôi khi mà mình nói nó hoa nở đúng không? Thì mình sẽ nghĩ là hoa là hình dung luôn trong đầu là hoa nở hết rồi đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì, thế, nhỉ? thế nhưng mà trên thực tế thì trong trường hợp của cái loài hoa anh đào này thì để mà nở được hết để mà nhận được hết thì nó sẽ phải mất đến vài ngày cơ thì cách sử dụng của nó các bạn nhớ cho mình nhá ừ. thông thường thì có thể người ta sẽ thường hay nghĩ vậy hay nhìn thấy như vậy thế nhưng mà trên thực tế rằng là là gì nhỉ trên thực tế thì nó không phải như vậy đâu thì đó là nhóm số 5 của chúng ta là những cách nói nhưng sử dụng trong những cái câu mà mang tính chất là phủ định một phần hay nói một ngược lại gì nhỉ chúng ta chỉ ok uh, chấp nhận cái nội dung nó đúng ở trong một cái khía cạnh nào đó thôi nhá Hay, và cuối cùng rất là dễ hết rồi mọi người ơi à, Mình tổng hợp lại nhanh cho các bạn luôn Về cái nhóm mà mình đặt ở cuối cùng đây Đó là những cái nhóm từ nối mang ý nghĩa Nhưng thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi Shikashi eshine Đây là cách nói mà sử dụng rộng rãi nhất Cả trong văn viết lẫn cả trong văn nói Nhưng mà trong văn nói thì nó sẽ kiểu hơi trang trọng một chút thôi mọi người ừ, Và nếu mà trong văn nói Thì chúng ta sẽ dùng cái vế đằng sau à, Hoặc là những cái cách mà mình giới thiệu đằng sau Ví dụ như là da dakedo hay là kedo Snap thì gọi là cái từ nối tức là nó sẽ nối hai cái vế câu với nhau đúng không? Ví dụ như, shikashi đi. Natsuyasumi wa nagai desu. Chấm này. Shikashi haru wa mijikai desu. Ừ, trong các bạn ở bên Nhật đúng không? Sẽ thấy là gì nhỉ? À nghỉ hè của Nhật thì rất là dài. Thế nhưng mà đúng không? Hai câu nghỉ hè à nghỉ xuân thì rất là ngắn. Đó nhá. Thế còn nếu mà trong văn nói mà muốn dùng nhẹ nhàng hơn thì các bạn dùng keredomo, kedo hay là kedo thôi. Ví dụ, Nihongo wa muzukashi desu. Chấm này. Kedo omoshiroi desu Câu này dễ đúng không? Hay là cũng là một cách nói mà nó cũng mang ý nghĩa ngược lại như vậy ừ, Cũng ngắt câu ra, ừ, cũng là từ nối đúng không? Chúng ta có desu Hoặc là à, gọi là văn nói thì sẽ là da ừ, Thì cái cách nói desu này nó nó rất là lịch sự mà vẫn rất là nhẹ nhàng Nó không cứng nhắc như kiểu shikashi nhá Ví dụ như là Kanojo no nihongo des. Desが, đó, tiếng nhật của cô ấy rất là hay thế nhưng mà cái cái intonation ,ですね, nó vẫn hơi có một chút nó kỳ quặc một chút đúng không nào thì cái cách nói với desu gà này nó vẫn rất là lịch sự mà vẫn mà mà cái cách mà cái câu văn diễn giải nó sẽ rất là mềm mại nó không bị cứng như kiểu shikashi thì cùng với desu gà này nếu mà trong văn viết thì các bạn sẽ dùng daga cho mình nhá ví dụ như là uh, shi ai ni wa kate nakatta da ni natta là gì nhỉ? Mặc dù tôi đã gì à, tôi đã à, không thể thắng ở trong trận đấu. Thế nhưng mà tôi đã có được một kinh nghiệm rất là tuyệt vời chẳng hạn ok chưa rồi à tiếp theo thì rồi những cái từ rất là quen thuộc đó là demo các bạn gặp rồi đúng không ví dụ ashtaka là sandenq đã đúng không? Demo đâu con đi mốt, cứ này, từ ngày mai là gì nhỉ là um, nghỉ à, lễ ba à, nghỉ liền ba ngày đúng không? thế nhưng mà tôi chẳng có cái dự định gì đi ra ngoài cả đúng không? Demo thì gặp rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn à, hai cái từ, hai cái từ mà có thể là nằm trong N 1 đi, à, N 1 và N hai nhé. Ừ. Đầu tiên là cái từ nằm trong N một nhá đó là từ một tô mộ, các bây giờ chúng ta gặp cái từ một tô mộ là nhất rồi đúng không? Tuy nhiên có một cái từ một tô mộ mà không viết là chữ hán mà chúng ta sẽ thường viết ở dạng hiragana thôi mà cũng mang ý nghĩa là nhưng ví dụ như là rai nen wa nihon e iku to omotte imas motto mo visa ga toreba no hanashi desu ga câu này nghĩa là gì nhỉ? Ồ, ừ, tôi định là năm sau sẽ đi Nhật Bản ấy ừ, thế nhưng mà, thế nhưng mà đó sẽ là cái câu chuyện nếu như mà tôi gì nhỉ? Tôi có được visa thì các bạn có một cái đặc điểm cho mình trong cái cách nói về cái từ một này nhá mọi người nhá. Đó là cái đuôi câu của cái câu mà một này bao giờ nó cũng sẽ đi với cả như trong ví dụ mình đưa ra nhá và nó cũng mang ý nghĩa là nhưng như vậy đó thì đây thường là cách nói mà nó sẽ nằm ở trong những cái câu mà kể về những cái câu chuyện mang tính à, gọi là mang ý, gọi là mang tính cá nhân một chút hay đưa ra những cái câu chuyện những cái ý kiến mang tính chủ quan nhá ok và cuối cùng là một cái từ vựng mà các bạn rất là hay gặp trong những cái bài đọc hiểu tầm n hai n ba đây mà các thầy cô hay nói là gì nhỉ sau câu này sẽ thường là đưa ra ý kiến chủ quan của người nói và đưa ra những cái nhấn mạnh những cái điều mà người ta muốn nói đến nhất đúng không đó là thật tanaka。田中さんは親切で面白い人です。ただし、怒ると怖いです。Ừ, anh Tanaka thì là một người rất là thú vị và thân thiện tốt bụng đúng không? Thế nhưng mà Tức lên là cũng sợ đấy Đó, thì sau cái Tadashi này thì sẽ đưa ra một cách nói mà người ta muốn nhấn mạnh, muốn nói đến nhất Đó nhá à, Thì đây là Tadashi cũng trong cái ý nghĩa mà mang ý nghĩa là chúng ta sẽ dịch là nhưng như vậy như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 28 cách nói ngữ pháp hoặc là những cái từ à, nối à, mang ý nghĩa nhưng ở trong tiếng Nhật và đây là những cái cách nói mà căn bản nhất là mình có thể thấy gặp mình có thể gặp được à, và trong xuyên suốt cái chương trình chúng ta học từ N5 lên đến N1 và hy vọng bằng cái cách tổng kết lại như thế này lại một clip hơi bị dài đúng không nói chung là cứ cứ tổng hợp là sẽ bị dài nhưng mà hy vọng các bạn kiên nhẫn xem đến cuối cùng nhá và hy vọng là một cái clip như thế này thì có thể giúp các bạn à, tổng hợp lại nhanh được đúng không và hình dung mường tượng nhanh được rằng là à, ngữ pháp tiếng nhật thực ra nó nó không Không quá khó như vậy đúng không ngày xưa mình học đúng không? hôm nay nhưng ngày mai lại nhưng ngày kia lại nhưng sao mà lắm nhưng thế đúng không thế nhưng mà chúng ta tổng hợp thì sẽ ra như vậy đấy mọi người nhá và hy vọng là đây sẽ một clip mà nó bổ ích cho mọi người và các bạn đừng quên like và comment à, để lại cho mình một chút um, à, dòng comment à, động viên hoặc là chia sẻ với nhau để chúng ta à, lại cùng nhau cố gắng tiếp à, ở trong những clip tiếp theo và trong cả hành trình tiếng nhật nhá ok và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhá Bye bye!